Nó cứ gọi là giựt con bà dỡ luôn. Giựt con bà dỡ luôn. Ờ, chia luôn đi em ơi. Chia luôn chăn đi em. Cho chăn ra đây chị ấy lốt đi. Cho nó dốc kho, mình không về nữa. Chặt kho rồi, không làm được cái đấy nữa. Hello mọi người nha. Em Thông chào các chị. Hello chị Hòa. Hôm nay đã nhìn thấy chị Hòa comment luôn. Hello mọi người nha. Hello chị Khanh. Bao nhiêu bộ này thế em? Ôi bộ này xinh cực luôn. Áo nó đã về rồi, đủ màu luôn. Đủ màu luôn. Trời ơi nhìn em Thông đã thấy mùa hè nó xinh yêu rồi mọi người ạ. Quần thì là 56, áo 39 mọi người ạ. Đẹp lắm. Rất là đỉnh luôn. Chốt luôn bộ này. Chốt luôn. Ơ kính hồng của chị đâu? Còn có 3 cái này đi ạ. Hello mọi người vào đi ạ. Mọi người ơi, mọi người nhìn thấy em cho em Thông xin một nút chấm nhá. Một nút chấm tương tác nhé các chị. Quần có màu xanh nữa chị ạ. Quần em có màu xanh nữa, đẹp lắm. Có màu gì, còn có màu xanh nữa chị ơi. Xinh lắm. Mới cái luôn cái quần xanh của bạn nào đang chuẩn bị lấy hàng đây. Xinh cực kỳ luôn, không có dây beo nha. Dây beo bán rồi mọi người ạ. Dây beo này là hàng cao cấp em bán rồi nhá. Cháu cảm ơn cô nha. Cô mở cửa bên này cho cháu. Mọi người ơi, mọi người vào đi ạ. Chị ơi, ba lô size 19 có hàng chưa? Ba lô size 19 chưa về hàng đâu chị ạ. Chưa về chị nhá. Áo đẹp quá, giá bao nhiêu chị đẹp? Áo này 390.000, quần sốt Thông đang mặc mình cao 58 cân, ok. Mình lấy màu hồng đang mặc nhé, ok chị. Quần là 560 SML 3 size nhá. Chị 58 cân, chị mặc size M giúp em. Đẹp cực mọi người ơi, xinh lắm luôn. Em mời mọi người lên đơn nha. Giày em đang đi là 900 một đôi ạ. Giày em đang đi là 900 một đôi nhá chị nhá. Tí vào màu xanh chị xem nha, ok. Áo có một size thôi chị ơi, mọi người vào đông đông nhá. Kính em Thông đang đeo là 1 triệu 1. Nhưng mà chị ơi, kính này thì là order nhá, không có sẵn. Không có sẵn. Cái này là em còn có một cái em đang đeo rồi. Chị bỏ cái áo ra em nhìn hàng với đây. Đẹp cực. Đây cô, chị khóa xe đâu. Áo này không cần cắm thùng vẫn ok mà. Không cần cắm thùng vẫn ok nhá. Đẹp lắm mọi người ạ. Chị Lan Hương em ok. Hello chị Hương. Hello mọi người nha. Mọi người ơi, hôm nay cho em xin phép được lên 5 phút chăn đi cho nó hết ạ. Chị đặt quần nhưng hơn tháng rồi không gửi cho chị. Chị nào ạ? Chị quần luôn.
hết hàng. Thưa ơi, rõ chăn đi thư, em cho chị xem áo cổi tròn hôm qua em chốt trên Zalo, ý để chốt lại nhé. Ô, thế rồi đơn của chị là làm đơn đi rồi. Bây giờ làm gì còn ở đây nữa đâu. Mọi người ơi, chia lốt chăn nha. Em chia lốt ạ, bởi vì là nó không còn hàng. À, nó chật quá ạ, coi nhà em nó chật đấy. Thích cực kỳ luôn nha, em bán loại đẹp nhá, không bán loại dày dày ạ. 780.000. Còn chị nào mà thích cả vỏ gối đồng màu ấy thì là 250.000 một đôi vỏ gối nữa. Các chị thích thì ở em lấy hộ dùng vỏ gối đồng màu luôn nhá mọi người nhá. Đó, đây. Chị nào lấy thì ở em 780.000. 780.000 nhá các chị yêu nhá. 780 nhá. Nhà em có màu này là một này dùng thích cực kỳ luôn. Chị nào mua rồi thì biết dùng thích lắm luôn ạ. Màu hồng này này. Đó, đây, hồng này thỏi này em đang dùng này. Hồng ghi ạ. Hồng ghi đẹp lắm. Xinh cực kỳ luôn nhá mọi người nhá. Không có nhiều, có mỗi thứ có mấy cái đúng không? 1-2 cái thôi, nhà em giải phòng kho lốt rồi. Nhà em đợt này không có chỗ mà để chứa những cái này nữa rồi ấy. Đây, màu này nữa, 780.000 nhá. Màu kẻ ô, màu hồng và màu chữ cờ ạ. Chị nào lấy màu nào thì chốt đơn màu đấy giúp em. Hôm qua trực mãi mà toàn hết size của chị. Bà anh Tùng là đến giờ uống thuốc ấy. Áo em mặc bao nhiêu? 390.000 chị ơi. Quần chị mặc là 560 nhá. Có lên bộ bò gì không? Bộ bò hôm nay thì chắc là em không lên rồi chị ạ. Chị nào lấy chăn thì ơi em nhá. Nhà em có còn khoảng chưa đầy chục cái chăn 3 màu. Dùng xuống lắm. Áo là 390.000. Áo này cực đẹp. Cực đẹp luôn, quần 56 SML 3 size, áo 1 size nhá. Áo 1 size cổ thuyền. Cổ thuyền, trời ơi, áo này nó về rồi mọi người ạ. Tranh thủ chốt luôn. Đó, chị chăn hồng gửi vừa. À, ghi với vỏ gối. Vỏ gối thì phải đặt chị ơi, vỏ gối em phải đặt chị ạ. Chứ em không có lấy vỏ gối. Bởi vì lấy cả vỏ gối thành ra là bị đắt ấy. Thành ra là bị đắt hơn ấy. Thì là các chị nào mà thích vỏ gối thì em chỉ lấy hộ thôi nhá. Chị vừa vào chất gì nào? À, chăn chất gì? Chất lụa chị ạ. Lụa đẹp lắm. Chị áo hồng ok. Các chị ơi mua hàng kèm số điện thoại hộ em nhá. Mọi người ơi mua hàng kèm số điện thoại hộ em. Auto là comment đúng cú pháp hộ em nhá. Màu này cộng số điện thoại nhá. Cộng cân nặng của các chị. Áo thì nó một size. Nhưng quần thì có cân nặng này. Mọi người cho em cân nặng nhá. Chất lụa chị ơi dùng ok lắm. Trời ơi em thẩm rồi mọi người ạ. À. Em thẩm rồi dùng thích cực kỳ luôn. 780. Chị quần hồng size S ok ạ. À. Chị Hiền Thanh nhà hàng ok. Áo hồng xanh chị Trịnh Thúy Hương em ok. Áo vô cùng đẹp. Áo nhà em đi. Áo nhà em tổng thể là có 2, 4, 5, 6 màu. Hôm nay thì nó có thêm cả màu hồng nhạt nữa này. Màu hồng đậm này. Màu xanh copan này. Màu đen và màu trắng. Và màu này là màu cốm nhá. Các chị nhá màu cốm. 5 màu, màu nào cũng đẹp luôn. Màu nào cũng xinh. Cái này đẹp xuất sắc luôn nhá các chị ơi. Mê lắm. Cho chị mượn cái mũ hồng luôn nhá rồi. Cho nó kiểu hồng rực rỡ luôn ấy ạ. À. Dạ ok chị Tạ Diễm Linh nhá. Chân kẻ ô này. Giải phóng nốt ạ. À. Áo bao nhiêu tiền em? Cho áo là 390. Áo là 390. Tạm thời bỏ cái này đi cho chị. Ok áo xanh cô ban. Ok chị Nguyễn, chị ơi áo 39 nhá, áo 390.000 ạ. Chăn mùa hè chị ạ, chăn mùa hè ạ. Chăn hè nhá chị nhá. Kiểu thời tiết mát mát như tối hôm qua ấy, để phải nói là tít tít. Chị áo xanh cô ba, chị Trúc Hạnh ạ, hồng đậm và đen ok ạ. Đẹp dã man luôn, các chị ơi 390. Ok nhá, 390 một áo á, em bao xuất sắc luôn, em bao đỉnh luôn các chị yêu nha. Bao đỉnh luôn. Mê lắm á. Mặt chất của nó thích cực kỳ luôn. Hôm trước về em đã mặc hai cái, hôm qua về em lại phải mặc thêm. Bởi vì mặc nó quá thích mà màu mè kiểu thích ấy. Kiểu thích màu mè. Mặc kiểu bệt vai cũng ok nhá. Mặc kiểu bệt vai cũng ok lắm. Đó, kiểu bệt vai rất là ok la luôn. Xinh cực. Kiểu thích mặc bệt vai này. Đấy. Siêu siêu xinh luôn. Áo đen ok ạ. À.
áo xanh cộm ok, quần là 560, quần siêu đẹp, quần nó kiểu dài nhá, ống chân nó dài, nó không bị quá ngắn, siêu siêu đẹp. Em ơi lấy cái mũ hàng 300 đi. Hết rồi à? Mũ hồng hàng 300 ấy, cái mũ hồng Gucci ấy. Không phải mũ này đâu. Siêu xuất sắc. Áo 390.000, cổ nó không phải như thế này nhá mọi người. Ai mà không thích cổ kiểu chê bai ấy, thì mọi người để bình thường như thế này thôi. Cổ ngang, cổ ngang. Đó. Còn chị nào thích cái kiểu kia thì mọi người có thể kéo sang nhá mọi người nhá. Ai lấy thì ới em. Áo 39 á, áo 39 là quần là 56 á. Áo 39 quần 560 nhá. Cái này sẽ mix với cả túi đen để cho nó giảm bớt độ hồng đi. Xinh lắm, đi chơi đi chết bắt được, quá là ok. Quần co giãn là bị mê luôn. Nó co giãn theo kiểu thoải mái chứ không phải kiểu co giãn theo kiểu như chun đâu nhá. Nó có nghĩa là có co giãn nhưng mà có độ co giãn nhất định của vải thôi. Cực kỳ đẹp luôn ạ. À. Ok ạ. À. Chị Hương ok. Chị Hương ơi cho không có cỡ đâu. Áo này một size ai cũng mặc được. Béo mặc vào cũng xinh. Béo mặc vào cũng xinh và cái đổ của nó đẹp cực luôn. Cái đổ hình in của nó, đổ sơn của nó là kiểu hàng xịn ấy. Mê lắm luôn ấy ạ. À. Đó. Tim ấy, áo tim. Màu đẹp, hình xinh, 60 cân mặc quần size L cho em ạ. À. 60 cân mặc quần size L cho em nhé các chị nhá. Siêu xuất sắc. Giày của em đang đi là 900. Giày là 900 nhá mọi người nhá. Giày là 900 ạ. Quần là 560, áo 390. Mời mọi người chốt đơn. Chị cả set em mặc luôn. Ok chị Hương. Chị Hương 777 nhá em ơi. Chị Hương Nguyễn 777. Biết là bây giờ chị lên cân không? Quần size L áo 1 size đi em. Size L áo 1 size. Ok chị Lê Thủy quần hồng L ạ. À. Chị ơi em lấy quần size L đó chị. Quần co giãn nhẹ nhàng thích lắm luôn. Chị nào lấy chốt đơn cho em nha. Mũ em bán tặng kèm là 300 ạ. Mũ hàng đẹp nhá. Mũ hàng đẹp. Cái loại này rất là nhiều hàng rẻ. Nhưng mà nhé em bán này hàng đẹp. Mà cũng chỉ có 300.000 thôi. Quần cỡ L em nhé. Dạ vâng ok chị Lê Thủy quần L ạ. Ok em chốt đơn ạ. Áo cực đẹp. Ngân lai màu luôn. Mặc với màu nào cũng xinh. Mặc với màu nào xinh. Mặc quần hồng mặc với áo trắng thì lại đỉnh của chóp luôn. Siêu siêu đẹp nhá mọi người nhá. Rồi, áo em có tận 5 màu luôn. Màu xanh cốm này. À quên, màu xanh cốm em không đang mặc này. Xanh coban này. Đen này. Hồng này. Hồng sen nhá mọi người nhá. Hồng sen quần và trắng nữa. Áo này thì đẹp. Nói thật là chất của nó rất thích. Chất của nó quá thích luôn. Túi em đeo bao nhiêu á? Túi em đeo là 2750. 2750 nhá mọi người. Chị nào lấy chốt đơn cho em. Áo xanh cô ba chị Kim Phượng ạ. 390, 390 mọi người ạ. Quá trời mê luôn. Chị nào lấy chốt đơn của em nha. Em mặc sang màu trắng nhá. Em mặc sang màu trắng ạ. Áo trắng đây. Áo cốm chị nào lấy nữa thì chốt đơn của em trái tim nha. Em đang mặc bên trong người là cái quả áo cam thành bưởi đấy mọi người. Chúc em sẽ lên áo cam thành bưởi phục vụ các chị nhá. Đẹp nhá. Quá trời xinh luôn quần hồng này. Trắng này mọi người ơi, xinh chưa?
cả cành hồng luôn, hồng từ đầu đến chân luôn mọi người ạ. Chị nào lấy set này chốt đơn hộ em nha. Auto đẹp. Thật sự là auto đẹp luôn ấy mọi người. Từ áo cốm quần hồng. Ok, quần size L. Ok chị Hương. Chị Hương này áo cốm quần hồng nhá, cho chị áo thông mặc. Chị Hương ơi, chị lấy áo cốm hay là áo trắng ạ? À? Ok chị Kim Phượng xanh cô ba, chị Vũ Kim Hương em chốt rồi nhá. Xinh cực kỳ luôn. Áo nhà em có tận 5 màu ạ. À. Hôm nay em lên sớm chị ạ. À. Quần em đang mặc có màu xanh nữa, trời ơi xanh đẹp lắm. Chốc nữa em sẽ mix xanh với cả màu khác nhá, xanh với đen chẳng hạn. Em mặc cái xanh với đen hoặc xanh với trắng này, đẹp chưa mọi người? Xanh với trắng cũng đẹp, xanh với đen cũng đẹp. Ok chị Lý Nguyên áo cốm nhá. Ok chị Đỗ Hương áo xanh. Em chụp ảnh nó cũng đẹp bằng ngoài, chứ ngoài đẹp hơn nhiều. Xinh nhỉ? Cơ bản là em hay không hay dùng áo ấy em ạ. À. Em hay dùng áo. Với cả áo này thật sự là bên ngoài đẹp hơn mà sờ chất xuống ấy. Sờ chất xuống cực kỳ luôn ấy mọi người ạ. À. Chất này nên đẹp lắm. Thật sự là chất rất là đẹp luôn. Mà giá lại rất là mềm nhá. Em nói thật. Quá là mê luôn. Chị ơi nhận được túi ba lô quốc dân rồi. Ok lắm chị ạ. À. Cảm ơn em. À, chị túi màu đen, mũ màu hồng. Ok chị Phượng Vũ ạ. Túi là túi màu đen nhá. Chị in lấy túi 2750. Lấy cái nguyên hộp ấy. Chị lấy ba áo trắng, một quần hồng, một mũ em đội. Ok chị Nguyễn Ninh em chốt đơn ạ. À. Ok ạ. À. Chị Hương chị áo trắng em chốt đơn ạ. À. Có các chị nên sớm rồi đấy. Chị ơi quần là 560. Quần này cực đẹp. Em nói luôn quần này cực đẹp. Màu hồng không có nhiều. Màu hồng không có nhiều. Quần hồng không có nhiều lắm. Đó. Chị nào lấy thì chốt đơn hộ em. Quần này á, dáng của nó mê lắm. Em nói thật, 560 thì 560, nhưng dáng của nó phải nói là quá đỉnh. Và cái chất của nó kinh khủng đẹp. Màu của nó cũng đẹp luôn ấy. Màu này của nó cũng rất là đẹp luôn. Đó, đây ạ. Dáng dài nhá, dáng dài. Đùi dài các chị nhá. Mọi người có thể cho eo cao hơn này. Đó, đùi nó vẫn dài. Nó là quần đùi dài ấy. Rất là mê, màu xanh nha, xanh cực đẹp, không có beo, quần này không có beo, cái beo em đang đeo là em bán rồi nhá. Đây, đùi dài, mê lắm, chị nào thích thì về nhích luôn, đây ạ, à. Cực kỳ xinh luôn, cái này mọi người có thể đi giày trắng hoặc dép trắng ạ, phải nói là amazing good job luôn, đi con đi đôi này thì phải nói là đỉnh luôn này, hoặc là đi những đôi Gucci cũng đẹp. Đôi này mọi người xỏ chân vào thì mọi người phải biết cách xỏ ấy. Nhiều người cứ kiểu phát ăn ngay thì nó hơi bị kiểu là hơi bị sổn quá, nó khó. Hoặc là mọi người có thể mix sang cùng với đôi hôm qua em vừa lai nè. Đó, đây nè. Mix sang đôi này. Rất là đẹp luôn. Nó sẽ giảm độ hồng đi. Em thì em cứ phải thích hồng này cơ. Đó, mọi người có thể mix sang đôi này. Cực đỉnh luôn. Đôi này là 900 mấy đó. Hôm qua là mấy ấy. Hôm qua chị bán đôi này là 900 mấy nhỉ. Đôi này siêu siêu đỉnh ạ. 900 mấy nhỉ. Quên rồi. Hả? 960.000 á. Này. Mọi người có thể lấy cái đôi bề kia hoặc đôi này. Đôi này thì cao hơn. Đôi này là 6 cm. Dáng gọn gọn nhỏ nhỏ. Xinh xinh yêu yêu. Này. Gầy lười. Nhẹ nhàng và rất là xinh. Chị nào lấy thì chốt đơn hộ em nha. Chị nào lấy chốt đơn hộ em. Áo em có 6 màu. Áo em có 6 màu nha các chị. À đôi này không phải là form bé hơn mà nó gọn chân hơn. Cái đôi kia của em nó kiểu hơi khủng bố ấy. Còn đôi này nó kiểu nhỏ nhỏ xinh xinh yêu yêu hà. Quần em đang mặc có co giãn nhá chị. Nó có độ co giãn thoải mái mà chị ơi. Có độ co giãn thoải mái luôn. Chị thêm một áo đỏ nữa. Ok chị Hương một áo hồng ấy, áo hồng, hồng đầm ấy. Đôi hồng này là 96 nhỉ. Cho em tí để em check lại giá cho nó chắc cốp nhá. Đúng không? Đọc mã thôi chị cái thôi thư. Ừ.
có phải không? 960 thì phải. Hôm qua anh em báo 960. Đấy, nắm việc của em quên luôn rồi đấy các chị ạ. 6509 thì phải nhỉ? Không nhớ nữa. 22102 sao ấy? 960.000. 960.000. Ok, quần xanh size M. 5669 nhá. Bao nhiêu? 5669. À, 5669 đúng không? Và chị bán tặng là 960. 960 mọi người ạ. À. Em ghi vào mã hộ chị đi. Ok chị, đôi hồng bao nhiêu chị? Đôi hồng trước là 900, đôi này là 96 nhá. Đôi này cao 6 cm còn đôi kia là bệt. Đôi kia là bệt, quần xanh mặc với áo hồng cánh sen được không Thông? Tí em sẽ mix cho chị. Em mặc chị ạ. Mọi người sẽ không mặc xanh đỏ nhưng em sẽ mặc xanh hồng. Em sẽ mặc xanh hồng, chị nào chốt cái set này, chốt quần hồng thì chốt nốt hộ em. Giờ em xin phép mọi người sang quần xanh. Em sẽ mặc quần xanh và áo hồng sen mọi người ạ. Em sẽ mặc quần xanh và áo hồng sen nhé mọi người nhá. Mọi người chắc không ai mặc kiểu đấy nhưng em sẽ mặc. Tại này đẹp chưa, mặc như thế này em xinh này. Mặc như thế này, quần xanh, áo trắng, lên hồng ạ, mũ hồng, giày pha hồng ạ, cũng rất là xinh luôn nhé mọi người nhá. Cực kỳ đỉnh luôn. Chị nào lấy thì ối em nhá, em chuyển tông đây ạ. Em chuyển tông nhé mọi người nhá. Mic mạnh dạn lên, chú đẹp là ok chị. Chị Đặng Ánh ơi, chị lấy gì thì báo lại em nhá. Em chưa thấy comment của chị. Chị thấy bây giờ chị hỏi là chị có tốt được không thôi. Xuất sắc luôn. Quần này đẹp lắm. Cái quần xanh này nó cực kỳ mê luôn mọi người ạ. Cái quần sót xanh quá đẹp chứ. Quá đẹp luôn mọi người ạ. Ngày xưa ấy, quần xanh áo đỏ không ai mặc đúng không ạ? Bây giờ xanh áo hồng, đỏ thì chắc không dám mặc nhưng mà hồng thì ok đi ạ. Với cả đặc biệt là nó có cái họa tiết, nó có cái họa tiết trái tim xanh rất là đẹp ở phần trước ngực ạ. Nên là nó sẽ có kiểu phối cùng tông, rất là mê luôn. Đó, rất là mê luôn nhé mọi người nhá. Chị nào lấy thì chốt đơn hộ em. Trời ơi, nó còn gọi là amazing good job. Set này em chấm luôn 9,9 điểm luôn. 9,9 điểm mọi người ạ. À. Đấy là với quan điểm của em nhá. Còn mỗi người một sở thích. Không đánh đồng quan điểm nhá mọi người nhá. À. Chị nào lấy chốt đơn hộ em. Auto đẹp luôn. Sẽ mix luôn với cả một em. Như cái này thì em thường mix thì em sẽ mix với cả mũ một màu hoặc là mũ trắng. Hoặc là mũ nhạt nhạt như thế này thôi nè. Đó, nhẹ nhàng như thế này thôi. Quá trời xinh. Vừa xinh vừa yêu vừa đẹp và em mời các chị chốt đơn. Thật sự là xuất sắc luôn ý các chị ơi. Chấm bài lên cho em Thông nha. Chấm bài lên giúp em. Em ơi, gạt ra gạt vào đã xem được bình luận chưa? Ok chị Phúc Thúy quần xanh. Chị Hoàng Hoa quần xanh rồi ạ. Chị lấy xếp quần hồng áo trắng mũ hồng em nhé. Chị Đặng Ánh ạ, ok ạ. Chị mặc quần mờ ạ, quần mờ nhá. Áo và các thứ khác thì không có sai, em chốt cho chị Đặng Ánh ạ. Ok ạ. Shop xanh size S, ok ạ. Shop xanh là 560.000 ạ. Cho một cái kẻ ba lỗ 250. Còn không, dạ em còn chị ạ. Vòng tay em đeo đẹp thế. Mua không, hôm nào em đặt mua hộ cho. Em đặt cái này tận mấy tháng trời mới được đây chị. Mấy tháng trời, em mua là 1 triệu mấy nhá.
1.450.000 đấy. Tớ quần xanh và áo hồng sen, ok chị Hương. Quần nờ và áo một size nhé Thư. Vâng. Siêu đẹp. Set này quá xinh luôn. Chị Lào lấy chốt đơn hộ em. Xinh lắm ạ. Em mời mọi người lên đơn nhá. Quần là SML áo 1 size ạ. Mũ 1 size nhá các chị ơi, kính không có sẵn ạ. Túi là 2750 ạ. Giày là 96 nhá mọi người nhá. Giày có cả trắng tròn, có cả viền hồng ạ. Viền này là hơi hồng cam một xíu, rất là xinh, rất là dễ mix đồ ạ. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Chị nào lấy thì ối em nha. Siêu đẹp, áo 39 quần 56 ạ. Siêu phê. Dễ mặc lắm và chất của nó rất là đẹp luôn mọi người nhá. Ai lấy thì lên đơn hộ em thông nha. Áo em có đủ màu, quần em có đủ size. Bao phê ạ. Siêu xuất sắc. Ok chị Đào Hương áo trắng ạ. Chị Trang Trần quần xanh size M em chốt đơn ạ. Mọi người chấm bài lên giúp em nha. Một quần sóc xanh size S chị Hương Navi. Quần này đẹp lắm. Chị ơi 56 và 39 ạ. 56 và 39 cả set này nó rơi vào là 950.000. 950.000 cả set ạ. Chốt cho chị chưa em, chị Hoa anh em chốt rồi ạ. 53 cân mặc quần size S thôi chị. Size S nếu mà eo to thì mặc lên size M, còn bình thường thì mặc size S thôi nhá chị nhá. Kẻ ba lỗ ra ok chị Trịnh sớm ạ. Xuất sắc nhỉ. Dễ mặc ạ, cái này quá dễ mặc luôn. Dây lưng em đang đeo là 950 chị ơi. Áo em có màu cổm này, màu hồng sen đậm này. Đó, màu sen đậm em đang mặc màu hồng nhạt này, màu đen ạ, màu trắng và màu xanh coban nhá mọi người nhá. Chị nào lấy ối em ạ. Mọi người cho em xin được chia sẻ nhá. Mọi người cho em xin một lượt chia sẻ ạ. Chị Lau lấy nhanh tay hộ em. Auto xuất sắc luôn. Dạ được ạ. Các chị có thể chị nào mà không comment được thì các chị có thể vào trong mét hộ em nhá. Mọi người vào thẳng trong mét hoặc là ghi mà gọi điện trong cái số điện thoại ghi ở phía dưới màn hình nhé mọi người. Nhưng mà hôm nay của em không bị chặn quá đâu, em vẫn nghe đấy được này. Quần hồng S sang xanh S, chị Nguyễn Ninh ok ạ. À. Chỉ có máy chủ của em này em không đọc được đâu, còn máy của em này đọc được mà. Ok ạ, à, nhìn dây đen rồi mà thích quá vì rất ưng. Chị Khuyên Trần, em cảm ơn chị nhá. Đấy, các chị cứ ưng là em vui rồi ạ. À. Em quần xanh size M ạ, à, em ok chị Thanh nhá. Quần xanh 61 cân mặc size L được mà chị, mặc thoải mái luôn chị ạ. À. Mặc thoải mái luôn, size L nhá chị. Đẹp lắm. Hoặc là chị nào mà thích kiểu phong cách thụng thụng thì mọi người có thể mặc với cả quần dạng này này. Cho em cái áo màu chị mặc ok, lan nào đây nhờ. Lan Hà Nội à? Mọi người có thể mặc quần chun này cũng rất là đẹp luôn nhá. Mặc quần chun này rất đẹp. Chúng em sẽ mix với cả quần chun cho mọi người. Chị nào mà không thích kiểu quần dạng khóa này nhá thì mọi người có thể mix với cả quần chun này này, đẹp lắm. Quần này này, quần chun đừng này này. Quần này cá tính cực kỳ luôn. Quần này mẹ con nhà em đủ màu. Đó, mọi người có thể mix với quần này. 380.000 áo 39 quần 38. Cũng siêu ưng luôn, mặc buông ấy, mặc buông rất là ok la nha. Quần nữa là quần đùi nõ cực kỳ đẹp, xuông thùng thùng, siêu ưng. Dễ mặc. Siêu dễ mặc. Lan ơi cái áo này em mặc đôi ba cái vào. Quần là 550.000. À quên, quần là 560.000, xin lỗi nhá. 560.000. Giày chị đang đi à? Lên luôn. Giày chị đang đi nó có cả màu trắng luôn. Em ơi đưa chị đôi màu trắng giống như này đi. Nó giống chỉ khác viền thôi thì chị đỡ phải tháo nhá. Đưa đây.
em đỡ phải tháo ra. Đây, mọi người có thể cùng chiêm ngưỡng giày hộ em. Cực đẹp luôn ạ. Đây. Mọi người nhìn này. Siêu siêu ưng luôn. Da của nó là da xịn nha. Viền này, giày lười xỏ phát ra được luôn. Cái đế của nó cũng mê. Cao tận 6 cm, cao đến đây chứ không phải đến đây đâu mọi người ơi. Đây này, đến tận đây luôn nhá. 6 cm. Cực đẹp ạ. Trang trí này, núi hè này. Rất là mát nhưng mà không phải là hở da chân mình nhá. Nên là các chị vẫn đi tất các thứ thoải mái luôn. Mà không sợ lộ là mình đi tất màu gì luôn. Đó, đây ạ. Cực kỳ đẹp, chị nào lấy thì chốt đơn hộ em. Giày là 96 á. Giày là 96, áo là 39 á. Quần là 56 nhá mọi người nhá. Quần là 560, ok Lan nha. Quần chun có lóng không chị Thông? Bình thường em, chị mặc chị cảm thấy rất là bình thường. Chất nó dày nhưng không nóng. Chất nó dày nhưng không nóng. Giày của nó dày lì, dày mịn, dày xịn luôn. Đó, chất này mới là đứng dáng này. Chất này đứng dáng và rất là đẹp luôn. Đẹp lắm. Áo phông là 390 á, áo phông là 390.000. Đẹp lắm luôn. Quần em đang mặc 560 nhá, 560.000. Áo em có đủ màu luôn. Mọi người chốt áo này đi, đẹp lắm. Đi chơi, đi du lịch mặc với cả cái gì cũng đẹp luôn. Mix với cái gì cũng xinh luôn ý mọi người ạ. Chả mũ thì là vẫn cứ yêu thương như bình thường. Không mũ vẫn cứ xinh. 390 vừa ngon vừa bổ vừa rẻ. Chất của nó đẹp lắm và nó không phải kiểu mặc hở như thế đâu. Nhiều chị lại sợ hở nên không dám mặc. Mà em nói luôn nha, ngực to, bụng to, eo to vẫn ngon lành cành đào. Mặc nó thuôn thuôn mê lắm luôn ý. Em ơi đóng cửa vào nhá. Chốt chị màu, chốt em màu chị mặc. Ừ, chị chốt em màu của chị đang mặc rồi. Dễ mặc cực, siêu đẹp. Cái này nhá, nếu mà là em mix là em sẽ mix với cả giày hồng. Ok, ok, ok. Siêu siêu thích luôn, chị nào lấy thì chốt luôn nhá. Chị nào lấy thì chốt luôn, còn chị nào mà thích kiểu phong cách thụng thụng ấy thì mọi người có thể mặc vuông nhá, không cần cắm thùng vẫn ok la. Không cần cắm thùng vẫn ok la luôn. Đây ạ, em sẽ mix kiểu như thế này và mọi người có thể mix với đen, với cốm, với xanh, với trắng. Quần này mặc với áo này mặc với cả quần trắng cũng rất là ok la nhá. Chị nào lấy thì chốt đơn giúp em. Áo là 39, quần 56 nhá, giày 96 á. Em qua mẫu quần này này. Quần này siêu đẹp. Chị nào còn chưa chốt được thì chốt đi nhá. Dây lưng là 950. Số lượng có ít. Hàng như kiểu là đỉnh của chót luôn. Các chị ơi, ai lấy áo hồng chốt nhanh hộ em nhá. Mẫu hộp xin cần hết rồi à. Chị nào nhận áo này rồi cho em xin cái nhận xét nhá. Đây. Quá trời đỉnh luôn, cặp chun mọi người ơi, cặp chun nhá. Dáng quần của nó siêu đẹp. Thật sự là quần này em quá nghiện luôn. Quần này em nghiện đấy. Đây. Mặc ở nhà, mặc đi chơi, mặc đi các kiểu con đà điểu ạ. Chiều chiều cà phê chém gió, trời ơi. Trà chanh chứ quên ở cà phê. Quá trời xinh, chị nào lấy chốt luôn. Chốt luôn. Quần nhà em có cam, có đen và có xanh. Đây. Cả cành này tính ra là 36. À quên, 38 với 39. Quá ngon, 740 nhỉ. À 770. 770.000 bộ này. Phải 770 không? Chế nào lấy nhanh tay hộ em nha. Quần em đang mặc bao nhiêu? Dạ 380 ạ. Chị một quần xanh cặp chun nỡ size L. Ok chị Hương. Chị Hương ơi, quần này chị nghe em lấy cả đen dùng sướng lắm chị ạ. Quần này dùng cực sướng luôn. Quần này nhà em không có bao giờ về bù được. Không bao giờ về bù được. Nhà em có 3 màu. Chị nào mà thích mặc thoải mái thì lấy quần này. Quần này mẹ con nhà trai gái mẹ con mặc được hết. Đây. Thằng cu nhà em nó hơi nhỏ nhưng nó xin mãi nhưng em không cho mặc. Bởi vì chị mặc rồi nên là không muốn nó mặc nữa. Đó.
ba mẹ con luôn. Em mặc xanh, con gái mặc cam, hai cam một đen luôn. Cho hẳn mặc hai cái cam một cái đen. Bạn ấy thích mặc quần này, cho luôn hai cam một đen. Áo tim hồng nhạt ok ạ. Có đeo chị... kính mới không? Có đeo kính mới. Có hai cái về đấy. Ok chị Vũ Hương nhá. Ok áo hồng cánh sen, màu lõm chuối ok, chị Trang Trần áo đen. Ok chốt hết nha. Các chị cứ để số điện thoại là chốt. Ok chị Hương ạ. Chị Hương thêm một cái đen nữa. Quần này nó chỉ có ML 2 size thôi ạ. Chị một cái quần này màu đen nhé. Ok chị Đỗ Hương có lên áo ngực không chốt. Các chị ơi chốt luôn đi ạ. Áo ngực là 320.000. Giống em không lo mặc lên này. Bây giờ em chuyển sang áo màu đen nhá. Riêng con này mà mặc với áo đen em nói với các chị là cạn nước chấm luôn đấy. Cạn nước chấm luôn. Mix đồ cực dễ, cả bộ đen vẫn đẹp. Nhưng mà em sẽ mix áo đen với cả quần xanh ạ. Và em sẽ đổi đôi giày. Tôi kính mới về à, có mỗi 2 cây đây rồi đúng không? Mỗi 2 cây đây đúng không? 1450 nhất rồi. Kính là 1450 2 cây này nha, đẹp nó đắt. Kính nó phải cũng là chuẩn xịn, nó phải thế này xuống cục đèo ơi, xuống nước mang luôn nhẹ tinh nhưng không đeo kính luôn đeo mọi người quá trời mê luôn ý các chị ạ. Xinh lắm, đen xanh nhá, đen xanh cho em. Mọi người có thể mặc lệch vai ạ, hoặc là có thể không nha. Em cứ thích kiểu khoe vai một xíu. Mọi người có để dây áo cũng vẫn đẹp. Mọi người để dây áo vẫn đẹp hoặc là bỏ dây áo vẫn rất tạo ok la. Áo ngực chốt em sẽ lên sau nhá. Mọi người có thể chốt áo ngực luôn, em có đăng đấy ạ. 34, 36 và 38. Quần em có 3 màu. Một cái xanh size L nhé chị Thông, Trang Anh. Em mua nhà chị nhiều rồi đẹp. Đôi dép nam á. Rồi, à đẹp lắm, ok em cảm ơn. Upper đào áo đen. Upper đào ơi, em phải nghe chị lấy nguyên cành này à đào ạ. Quần chun em ạ, xuống lắm em ơi. Mặc vừa trẻ vừa khỏe vừa xinh. Lấy quần đen, muốn lấy quần xanh áo đen và em lấy thêm cho chị nữa là quần quần đen em có thể mix với áo hồng nhá. Kiểu em không mặc được kia thì em có thể lấy thêm một cái quần đen, em có thể mặc với áo hồng đào ạ. Để cho nó mặc nó không bị béo đâu, xuống lắm. Nói thật là cực kỳ sướng luôn. Giày có màu gì nữa? Giày nhà chị có màu cam này, viền đen này, viền xanh. Đẹp lắm. Em mà không muốn kiểu em hay mặc đồ đen thì em lấy viền đen. Em lấy viền đen kiểu vậy dễ phối đồ ấy. Dễ phối đồ. Đẹp lắm, giày này đi cực sướng luôn. Chưa một khách nào phản hồi là đôi này là chị đã đi không biết tặng. Chưa một khách nào luôn. Quần đen chun 58 cân ok ạ. À. Em cứ lấy cho chị size L cho thoải mái nhá. Ok chị Hương rồi ạ. À. Thích lắm. Áo xanh và áo đen ok, quần chị vừa không thoải mái ạ. À. Quần này bao nhiêu cân cũng vừa.
68 cân, mặc vừa hết. Cái quần này nó cao chun mà chị ơi, ống nó lại là ống suông nữa nên là nó rất là dễ mặc nhá các chị nhá. Ok chưa ạ? Giày nhà chị có 3 màu này. Giày nhà chị sẵn 3 màu này. Cam, đen và viền xanh. Chị đang đi là đôi viền xanh nhá, viền đen và viền cam. 3 màu. Lấy thì ới chị nhá. Ok, áp vừa đào, em lấy size gì báo luôn nhá. À, chị ơi, quần là 38 này, áo là 39 ạ, giày là 95 nhá. Kính là 1450 ạ. Kính em đang đeo là 1450. Chị Mít Minh ơi, quần xanh 38 rồi ạ. Xinh lắm. Bao nhiêu bộ đồ vậy em? Chị ơi, quần 38. À 39 ạ, giày là 95 ạ. Giày 38, ok Đào. Một đôi giày đen 38 nhá, ghi em nhá. Đôi giày LV. Siêu xuất sắc. Trời ơi, thật sự là nó quá xinh luôn. Set này nó quá là đẹp luôn mọi người ạ. Chị nào lấy quất luôn. Quất luôn hộ em. Dáng quần siêu dễ mặc, gầy tét đèn đèn cũng mặc đẹp, béo cực kỳ cũng ok, mông đại ca đại kết cũng ok, đùi ngoại cỡ cũng ok nha các chị nhá. Trẻ con cũng mặc được, kiểu choai choai nhỡ nhỡ cũng ok, trung trung tuổi cũng giật được mà đang thanh niên cũng ok, mình cũng ok nha các chị nhá. Đấy, ai ai mặc cái quần này cũng đẹp luôn các chị ạ. À, sướng cực kỳ luôn. Quốc dân ấy, cái quần gọi là cái quần của gia đình luôn ấy mọi người. Cái quần gọi là cái quần của gia đình luôn. Sướng lắm luôn ấy ạ. Chị nào lấy thì nhanh tay hộ em nhá. Chị nào lấy thì nhanh tay hộ em. Quần xanh và quần đen ạ. Ok ạ. Chị Nguyễn Vui. Chị Nguyễn Vui lấy size cho người. Size gì ạ? Quần nhà em có ML 2 size. Ok ạ. Chị Nga quần đen 52 cân. Em lấy size M ạ. À, giày có độ đế không? À, có đôi này độ một xíu thôi. Tầm 2-3 cm thôi chị ạ. 3 size. ML, XL à? Quần này có XL á? Có ML thôi. Thế à? Ok, quần có ML, XL mọi người. Thế thì thư lựa nhặt size nhá. Chốt chị áo đen xong mặc chị xoài ruby. Ô cuối. Chị ơi, cái quả này mà mặc với cái quần đen chị mới mua thì hết nước chấm tí em lên luôn cả cày luôn. Ok ạ. À. Cho chị coi 3 triệu rưỡi là gì? Coi em không hiểu cái gì, coi 1500 là gì em không hiểu nhé chị nhá. Kính chị đeo là 1450, có một cây thôi em ạ, có duy nhất một cây. Quần có 3 màu ạ, có 3 màu nhá các chị ơi. Quần nhà em có cam, chất sướng cực, chất này nó dày, nó đứng chứ nó không lóng, dày đứng quần chứ không bao giờ bị lóng luôn, bất chấp kể cả là 40 độ nhá. Em nói luôn, bất chấp quần này đến 40 độ. Em chỉ sợ các chị thích quá mua thêm rồi không có, quần này auto không bao giờ về thêm, bởi vì em đặt từ ra riêng phát là đặt luôn, đặt xưởng luôn. Bây giờ thì không ai dám đóng nữa rồi. Bây giờ không ai dám đóng nữa rồi. Hết rồi ạ. Có nghĩa là chỉ còn ở nhà em thôi. 380 em. Em nói thật, em cộng cái giá như ngày trước luôn. Còn lên thì nó quá là khủng luôn. Áo 390 ạ. Túi này size 22 nhá chị nhá. Quần xanh size M, Vũ Bình An. Ok, đẹp lắm. Áo đen, quần xanh, mọi người ơi chốt đi. Siêu siêu đỉnh luôn. Cứ đi chơi cứ dã như thế này em thấy vừa thoải mái dễ chịu. Váy vóc em nói thật với các chị chỉ chụp ảnh thôi. Em không biết các chị như nào nhưng với em váy vóc chỉ để chụp ảnh thôi. Chỉ để chụp ảnh, không hơn không kém, đi đâu lòa xòa vướng gần chết. Quần này gái mặc ok, ôi cực ok, bông nhà em chơi quả mấy gái liền. Bo còn xin kìa chị. Quần này gái mặc xích lắm chị ạ. Gái nhà chị lấy cam đi vì bạn ấy hay mặc quần đen. Hay mặc quần đen lấy cam. Chị ơi lấy cam với cả lấy xanh đi cũng vẫn ok mà. Mặc sắc màu tí đi chơi đi chiếc mùa này. Du lịch du nít cho nó trẻ trung. Đen thì là dễ phối. Đó, nhưng các bạn trẻ thích đen thì là lấy đen. Đấy. Các bạn ấy đi những cái đôi kiểu dày độn đấy chất chất ấy, nhìn đỉnh cực. Mà kể cả là mặc với áo ngắn nhá. Em nói luôn các chị là đẹp lắm luôn ý ạ. Yến quần xanh size L áo đen nha chị. Ok Yến. Yến phải làm 5 con 5 màu Yến ạ. À. Đi đạp xe cho nó chất.
quả này đi đạp xe nói luôn, chất cực kỳ luôn. Bộ này là chiều chiều cứ đạp xe đạp thể dục, trời ơi quá là đỉnh luôn. Thời trang nó phải đẹp mọi nơi mọi lúc luôn. Quần đen size L ok. À ba lô, à ba lô nhà em chưa về đâu chị ạ. À, chị Hòa ơi ok cực. Chị Hiền đen xanh 65 cân cho em xin sổ đi chị Hiền. Cam chun áo đen ok chị Thanh cho em xin sổ nhá. Chị Hoa anh em ok ạ. À, quá là đỉnh luôn. Áo đen. Áo đen quần xanh chị Tạ Thị Hòa. Chị ơi chị lấy quần cho người bao nhiêu cân báo em để em nhặt nhá. Áo thì một size. Chị quần quần xanh áo đen size M cho ba lô chưa có chị ạ. Cho em xin số nhá chị Thái Lâm. Cho em xin số đi ạ. Mọi người bổ sung số giúp em nha. Yến chốt rồi này, em ơi chốt cho Yến qua shop nha. Vẫn qua shop cho chị. Chị Hoa anh đã chốt ạ. À, mọi người ơi không có số em không chốt được đâu. Chị Hoa ơi lấy quần size gì báo em nhá. Chị Hồng Trang Đặng á, comment mà không thấy chốt, thế thì bạn nào vào chốt. Chị Hồng Trang Đặng ơi em chốt rồi nhá. Chị Trần ơi áo đen áo hồng. À, quần đen áo hồng size L ok Trần Huệ, quần đen áo hồng size L. Em cái áo đen chị nhé. Vũ Yến Nhi cho chị số đi, còn cái ví cầm tay để cho em một cái. Ơi như còn sao nhỉ? Còn cái ví này này đúng không? Cái ví này còn không em? Cái ví này này. Còn cái ví này này. Mấy trăm mịn quên rồi. 650 đúng không? 650. Đấy, cả sếp của chị đi chơi ấy. Ok chị Hương Phạm ạ. À, chị Phương Anh Mini ạ. À, cho em bổ sung số em với chị. Chị Thái Lâm chốt đơn nha. Em nhỉ. Mặc quần xanh này mặc với áo nào cũng đẹp. Quần xanh này mặc với cả áo trắng cũng đẹp. Áo hồng nhạt này cũng đẹp này. Hồng nhạt này đẹp nhưng hồng nhạt này em không có hàng đâu. Đây. Đấy chị nào thích vật ngọt một tí thì mặc với áo hồng nhạt nhá. Cá tính thì mặc với đồ đen. Nếu mà còn kiểu thích kiểu hơi kiểu yêu yêu một tí thì mặc với cái này. Túi đang đeo là 2750, 2750 size 22, hàng cao cấp nhá mọi người nhá. Hàng nó như hàng trời luôn. Em phải nói nái nái đi, không biết nó chưa tìm ra câu gì để nói nái luôn. Cặp chun này mọi người ơi xuống lắm. Đây quần cặp chun auto mê mà. Trời ơi thích cực. Túi nổi xinh kinh khủng luôn. Đó. Xuất sắc. Năm nay xanh lá lên ngôi mọi người ạ. À, năm nay xanh lá lên ngôi. Quá đẹp. Set này quà này hơi bị ngon này. Kiểu đúng vu nha. Mũ này là 350. Cái mũ này là chất, này là chất 350. Các chị ơi chốt đơn nha. Em ơi chia luôn áo ngực hồi chị luôn này. Áo ngực này cam thành bưởi thật sự. Cái áo ngực này rất là ngon. Ok. Siêu xuất sắc. Em ơi nên áo ngực luôn cho chị nhá. Ok cho em cái hồng nhạt nữa. Ok Đào. Để em cái này nhá. Chia tiền nào vừa. Ok. Ok Phạm Thị Mai. Quần mờ nhỏ nhất à. Vâng ạ mờ là nhỏ nhất chị ạ. À, để cho Phạm Thị Mai một cái áo hồng này đi. Hôm nay ra ngồi chờ ngân hàng mất gần tiếng đồng hồ. Khổ thân. Nơi ra đông quá. Phạm Thị Mai không cần đâu Thư. Quần màu nhỏ nhất vâng ạ. À, cô quần xanh size L vâng ạ. À, kính thông đen 1450 chị Nguyễn Tươi ạ. À, áo một size thôi chị Kiều Trang Vương. Một size 600. Ờ. Không phải xếp bộ đâu chị ơi. Đây là em ghép đấy chị ạ. À, quần rời áo rồi ạ. À, áo là 39. Quần là 38 ạ. À, giày là 95. Mũ 35. Đẹp xuất sắc luôn. Chị nào lấy chốt đơn hộ em nha, cực kỳ thích luôn. Cực kỳ mê. Quần cam nhá, em mặc quần cam.
Em ơi lên chia luôn đi, chị sợ còn xanh không còn đủ đâu. Phương đại ca. Này, em nói chị biết nhá, chị mà đi ở đâu mà kể cả có lên căm hay là thì không lệch được đâu chị ạ. À, chị thấy em tinh không? Hơn cú. Cú gọi em bằng sự vụ. Nên nên nóng ngực luôn nhá mọi người nhá. Em ơi, ok chị. Cái quần trắng trắng kia. Các chị ơi, em lên chia luôn áo ngực nhá. Tiện thể đang mặc ở trên người luôn. Mặc ok ạ. À, quần cam này mọi người này. Cam mọi người có thể mặc với cả đen cũng được. Có cái áo có chữ BB có cái màu này không nhỉ? À, có chiếc BB có màu này không em ơi? Em lên áo ngực luôn nhá mọi người, chia luôn áo ngực. Áo ngực có mỗi 60 cái. Áo ngực về được đúng 60 cái. Áo tim đẹp thế này. Đẹp cực. Quần cam nhé mọi người, ai lấy quần cam thì chốt đơn hộ em. Áo ngực màu da và màu xanh. Quần xanh ạ. À, chị ơi mua hàng kèm số hộ em với. Chị Kiều Trang Vương này, 360.000 390.000 áo nhá. Cái này không phải là set bộ đâu chị Hoa Cúc nha. Rồi ạ. À, sang đan kia có dễ đi không em? Siêu dễ đi đôi đấy, như kiểu đi đôi hai xe thôi chị ạ. Áo đen vai lệch bao nhiêu chị? Vai lệch hoặc không lệch là do mình nhá chị nhá. Đây, là do mình luôn. Đó, là do mình ạ. Kéo xuống nó thành lệch thôi ạ. 390.000 xem lại áo vàng quần hồng. Làm gì có áo vàng chị? Áo màu cốm á. Màu đen ấy đi lên chân giúp chị với xem. Hôm trước em đi rồi chị. Từ từ đã, em đang bán đồ này ạ. Chị quần can xe L. Em có ưu tiên chị nào chốt đúng cú pháp chốt trước. Dã man xinh này. Áo này nhà em có em chị đăng có màu gì mà nó gửi có 3 màu này chưa? Nó gửi 3 màu này chưa? Về được màu da là 1 này, màu chì là 2 và màu đen là 3, màu cam cam đăng ảnh là không có nhá. Màu da cam cam đăng ảnh là chưa về hàng, màu chì ạ. Siêu đẹp, áo này là loại cam thành bưởi ạ. Tí em sẽ khoe bưởi cho các chị nhìn ạ. Cam thành bưởi 34, 36, 38 giá 320.000.
dây lưng, cái dây đằng sau mọi người không thích thì có thể bỏ bớt nha. Cái dây lưng ấy mọi người không thích thì bỏ bớt ạ. Đấy ạ, nó cài vào này, mình không thích thì mình có thể tháo bớt đi một dây nha. Cắt bớt đi một dây. Hoặc là mình có thể không muốn nó chéo thì mình có thể làm thẳng ạ. Đó, cái này nó là trang trí cái phần đằng lưng này này mọi người. Trang trí phần đằng lưng này, lưng chéo. Ví dụ như là chị nào mặc áo ở lưng ấy, muốn nó chéo chéo cái phần đằng lưng ấy thì mọi người có thể để chéo lưng này. Đó, bắt chéo ra thì làm chéo lưng nó kiểu thời trang ấy, cũng rất là đẹp. Cũng rất là đẹp luôn. Còn không thích thì mình có thể bỏ bớt đi ạ. Đơn giản ạ, thêm vào thì khó chứ bỏ bớt rất dễ nhỉ. Bỏ bớt rất là dễ. Quan trọng là phần ngực nó rất là đẹp luôn. Lên ngực đây. Lên ngực rất là đẹp luôn mọi người. Đấy, trời ơi. Cực kỳ ngon. Em thẩm rồi, mọi người chốt thoải mái. Cam chanh thành bưởi hết. Cam chanh thành bưởi hết. Và quan trọng là cái phần quả ngực của nó cực kỳ đẹp luôn. Quả ngực của nó cực kỳ đẹp. 320.000 nhá mọi người nhá. Mình cho chị mượn cái áo dây sâu sâu hả? À, quả nào quả dây nào sâu sâu ấy. Sắc màu nhá. Nhưng mà sắc màu lên lại không có hàng mày à. Đâu? Mặt kiểu như này các chị sẽ nhìn thấy nó dễ hơn. Đó, kiểu khoe cái phần kiểu chéo lưng này. Nó rất là xinh ấy mọi người ạ. Đó, chéo lưng kiểu chơi chơi một tí ấy. Rất là đẹp luôn. Đó, phần đằng trước này. Đấy, cam chanh thành bưởi. Em mà lên được như thế này thì chắc chắn là các chị sẽ lên nha. Đó, thủ thuật phép phép một tí thôi là ngon lành cành đào ngay. Ngon lành cành đào ngay các chị ạ. Đây, biển gọi nha, biển gọi. Hơi chất luôn. À, chị ơi, nó là màu đen xanh dương với cả màu be. Đen chì và be chứ không có. Đúng rồi. Cứ chị như chị Phương Anh đây, cái ba cái ba màu thế cho nó tiện. Ok, quần cam. Đây này. Ngon lành cánh nào luôn. Cái này nó là ren qua ren này. Lưới đẹp cực. Tóm lại là ok, 320.000 áo này. Xuống lắm, lâu lâu em kiếm được quả này em thấy phê luôn ý. Xanh đen da ba màu, ghi. Xanh đâu mà xanh. Không, không phải ghi đâu. Xanh mà. Đấy mà. Xanh. Nó là xanh. Ờ, xanh. Xanh đậm. Nó là xanh ghi ghi chị ạ. Ghi rêu ấy. Nó là xanh ghi ghi, nó tóm lại là màu này các xanh. Chị ạ. Hôm nay các chị cứ chốt màu xanh. Thế màu đẹp, nó tóm lại là màu đẹp. Màu như là mẫu nhà em đăng ảnh đấy ạ. Xanh ghi ghi đấy ạ. Xanh ghi ghi mọi người, là tóm lại là cứ làm cái ba màu. Áo ba lỗ em mặc bao nhiêu? Có 250 thôi nhưng hết hàng rồi. Hết hàng rồi như còn có hai là ba cái, hai cái thôi. Đúng không? Đây còn có mỗi hai cái này thôi này. Hết sạch, có 250 thôi. Đi biển như bụng. Còn mà chị. Đâu? Còn mấy giá? 2 năm mà nó vào thì nào? 2 năm mà không nó vào. Đấy, còn 4 hay 5 cái. Thế của chị hai cái mà. Rồi. Sợ hết. Đây. Đấy, 250 một cái thôi mọi người ạ. Em lấy nhưng mà chất ok lắm. Chất nó là thun thun tăm tăm ấy, mát 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 mát. Kiểu mặc đi biển đi chơi cũng rất là ngon lành. Màu sắc kiểu em thích màu sắc các chị ạ, đúng kiểu thông sắc màu luôn. Em nói thật tắc kè hoa gọi em tổ sức cụ luôn. Chị nào lấy áo ngực thì chốt đi, không rồi lại hết, chờ mãi trở về được. Ok chị Hồng. Ok Phương Đoàn Hà, một cái áo ba lỗ màu tím tím ấy. Ok nha. Áo thun mã gì em? Chị ơi, bày sắc cầu vồng cho em ạ. À. Em từ từ đã các chị ơi, chị áo thông mặc chị Quyền Quách em chốt đơn.
kính chị mặt nhỏ đeo được chị ạ. Nhưng mà để em chỉnh cái gọng này vào cho. Cái gọng này này các chị mà không biết chỉnh gọng kính thì là mua những cái con này này sướng lắm. Nó là kính xịn ấy. Các chị bẻ tay còn được. Đây này. Cứ vuốt thế này phát ra vào luôn này. Đây này. Đó. Vuốt phát vào mua hẳn cái loại kính xịn sò này này. Đó. Nào vào được, không may mà đi bạn bè mà mượn kính đeo mà mặt to đeo vào á, mình vuốt vào phát là mình lại vừa mặt mình luôn. Chị ơi, áo ba lỗ nha, áo ba lỗ em đọc lại này. Áo ba lỗ em đọc lại cho các chị, nhưng chị này được này, còn các chị khác thì đều ok la rồi. Chị Anh Trần đeo ok chị ạ. À. Áo ngực to thì thôi bỏ qua, ngực to lấy mã hôm qua ấy chị ạ. À. Đó. Cho em áo màu da rồi. Chị Anh Trần đeo được. Chị Quyền Quách áo màu đậm hơn này. Đó. Phương Đoàn Hà màu cái màu tím này. Chị Phan Hồng là cái lấy cái chị đang mặc này. Chị Hằng, Nguyễn Hằng, Carissa, một cái áo chị đang mặc này. Áo ngực chốt chưa? Chốt rồi. Chốt rồi hả? Áo này mặc sướng cực, cam chanh thành bưởi hết, đẹp lắm. Nó tròn ngực, các chị nhìn nghiêng này. Các chị nhìn nghiêng thấy cái vòng ngực của nó tròn không? Mà các chị biết thừa em bỏ ra là kiểu sân bay sân Tân Nhất luôn. Áo ba lỗ còn không em? Ba lỗ. Ba lỗ còn không? Chốt lốt cho chị Trần Ngọc. Ok chị Anh Trần, kính hết nhé. Kính chốt lốt là phải giả luôn cho khách. Rồi em sẽ chỉnh vào mức nhỏ nhất cho chị xong rồi gửi đi nhá. Trước khi gửi kính đi bảo chị chỉnh cho chị nha, thưa ông Mỏng nhá. Kính về được có 2 cây thôi ạ. À. Một cây màu này. Mày cho chị mượn cái mũ thành tròn với. Thế anh ở đâu nhỉ? Con này là bản kính quốc của bà dân. Cái áo ngực này mê cực. Mê tít luôn. Đi chơi nó phải hở hở một tí chị ạ. Nửa kín nửa hở chứ hở hẳn ra chẳng ai thích đâu. Chứ nửa kín nửa hở này kiểu gì cũng kiểu có thằng sặc máu mũi luôn. Đặc biệt là một số chị có ngực mà ngực đẹp ấy các chị ạ. Đấy. Cái quả áo này em phải làm phải chục cái cất mặc dần. Em nói thật, quả áo ngực này em phải làm chục cái cất mặc dần. Trời ơi, khe rãnh lồng lộn thế kia không mặc phí. Chị Kim Ngân, áo ngực chốt chị chưa? Chị Hòa chốt rồi, chị nhân đôi đi chị Hòa. Nhân đôi đi chị. Nhân đôi chị ạ. Chị áo trắng đằng sau ok. Áo ngực 36 chị Kim Phượng. Áo tim bao nhiêu em? 390.000. Chị Kim Ngân áo ngực 36 chốt đơn. Chị áo ngực đen và xanh chị Huế Hồng Đào chốt đơn. Bổ sung số hộ em à. Chị xem áo tím với. Tím hết rồi nhỉ? Áo dây tím hết là màu ơi. Áo giống chị đang mặc nhưng nó cái màu tím ấy. Cái kẻ tím tím ấy. Ờ. Cái này là của chị Phương Đoàn Hà một cái đấy. Ờ. Chị Phạm Hà một xanh một đen 36. Ủa cái quả này mặc sướng cực chị Hà. Chị Phạm Hà mặc sướng cực kỳ luôn. Cho chị áo trắng đằng sau em chốt đơn nha. Mê luôn ý. Lót giày chị ơi. Lót giày 320.000. Chị ơi cam thành bưởi làm gì có cái. Cam thành bưởi làm gì có cái chuyện lót mỏng được chị. Làm sao nó lót mỏng được. Nhưng nó không phải là mút mà nó là hơi chị ạ. Nó là hơi và không có gấm. Siêu siêu mát luôn. Các chị ơi em mà lấy áo ngực thì các chị ơi không cần phải suy nghĩ luôn. Đấy chị làm mà ngực to to một tí thì có thể mặc cái quả áo hôm trước cũng được. Đấy còn quả này nhá. Quả này nó lại kiểu thế này chứ đấy. Thôi thì xong lại cả tủ với áo này mất thôi. Lại cả tủ luôn các chị ạ. Lại cả tủ luôn này. Các chị có bò thoải mái đi chăng nữa nó vẫn ok nha. Còn chị nào mà hơi có ngực một xíu, hơi có ngực một xíu thì mà muốn mát thì các chị có thể lấy mã hôm qua. Cái mã 300.000 từ hôm qua em có lên đấy ạ. Đó áo đấy. Thế còn chị nào mặc kiểu cam chanh quất quýt ý thì các chị có thể mặc quả này. Nhớ nhá, nhấc cái ạ. Nhấc con
có một tí nào thì nhốt thôi, nhấc lốt ra ra đằng trước, nhấc lốt ngực ra đằng trước và cái thao tác như này này. Đó, nhấc lên. Nhấc lên cho em. Đấy, phải nhấc lên, có một tí thôi, nhấc lốt nó lên. Đó, nhấc lên cho nó đẹp nhá, không thì nhiều chị cứ thế mặc vào bảo ôi em ơi sao em mặc nó lên mà chị mặc nó không lên, mình phải có thao tác. Đó, lưới này đẹp, chất đẹp cực. Nó tóm lại là áo ngực cứ lấy hàng ok tí mà mặc, em không bán hàng bình thường, bán hàng đẹp. Chị Nga ok, áo chị mặc có 60 cân không? Em nói luôn áo này mà ai mà kiểu béo béo một tí mặc nó sẽ bị lộ đây. Ê, các chị ngồi xuống này, nhưng mà được cái là nó kiểu khúc khúc nên là ví dụ là có khúc một tí này nó không lộ thôi. Chứ còn dĩ nhiên ngồi xuống là dĩ nhiên nó phải lộ chứ chị. Đấy. Chị Hiền Hoàng một da một xanh ok. Áo vào lỗ có 250 thôi chị ạ. Đi chơi đi trước các thứ gọi là đẹp lồng lộ luôn, bảy sắc cầu vồng quá đô nổi luôn. Chị Toàn Trường mua hàng kèm số điện thoại đi ạ. Bưởi bolo dùng bưởi da xanh thì lấy loại quả ngực đại ấy chị, thành bưởi bolo thành bưởi da xanh luôn, gọn teo ngực luôn ấy chị ạ. Dùng cái loại đấy teo ngực luôn chị ơi, chuẩn luôn, sướng hơn choi ẩm, mê hơn choi ẩm luôn. Cái quả đấy là quả 300 hay 300 mấy em không nhớ rõ lắm, nhưng mà chỉ còn những chị mà phải nói là ngực siêu to mặc cái quả đấy mới ok, còn ngực mà bé bé không có mặc được, vừa vừa cũng không mặc được, gọi là vừa dùng thì là không mặc được, vừa dùng thì mặc cái loại 300 là đỉnh nhất nhá, vừa dùng ấy. Thế còn chị nào mà quá cỡ thì mặc cái loại ngực đại. Thế còn chị nào mà cam chanh quất quýt ý, nói thật em vừa mới khai quật được quả này, cam chanh quất quýt vừa khai quật được quả này. Ngày trước có cái loại đúc viền ren ấy, quả đấy cũng đẹp nhưng mà hiện tại là không có hàng, có hàng nhưng có hàng lậu không buôn, hàng xịn thì không có, hàng xịn em không nhập được đó, hàng xịn em không nhập được mã đấy nữa, tìm được không sang quả này. Nhưng cái quả kia thì nó đơn giản hơn, nhưng quả này kết cái này này đấy, đi chơi nhá, đi chơi cực xinh luôn mọi người ạ. À, đấy cái quả dây đằng sau nhá các chị ơi, nếu như mọi người không thích ý, đợi hết mùa biển thì mọi người hăng bỏ đi nhá. Mà mọi người không thích thì mọi người có thể cài ra, cài vào như thế này nhá. Khi mọi người nhận về thì nó sẽ kiểu vắt chéo, nó sẽ kiểu vắt chéo như thế này. Mọi người mà không thích vắt chéo ấy thì mọi người nhấc sang, của bên nào ta nhấc sang bên đấy, chả có chéo vẹo gì cả. Các chị ơi, các chị mua áo lót mình mặc size bao nhiêu phải cho em size nhá. Đó, đây. Không rồi là đến lúc các chị chốt được hàng trên line rồi hỏi lại size nó lại bị hết mất size đấy ạ. Nhà em có 60 cái thôi. Comment size luôn giúp em nhá. Chị nào mặc 34 thì lấy 34. Mặc 36 lấy 36 và mặc 38 lấy 38 nhá. Bỏ qua áo ngực luôn này thôi. Cái chị này không, xuống nó không cho sai là rồi chốt nó mà hết sai là này này này, nhấc luôn áo này vào, ép xuống hút mọi anh nhìn luôn chị ạ. Thưa cho chị muộn cái mũ với, cái mũ đen vành tròn ấy, có cái chữ L, IL ấy. Bây giờ đọc ngược là quá đẹp mọi người ạ. Ai bảo là mặc váy nó mới lội nhất biển, nói luôn mặc quả này ra lội nhất biển luôn, lội nhất bãi tắm luôn. Vành tròn đẹp nhờ, đẹp nhờ. Đó chị làm mà không quất được con này thì hơi phí, bởi vì con này em đặt mãi mới được cô. Ờ vài con. Chị Thông kiếm áo ngực mặc váy hở lưng và cúc ngực cái chị. À cúc ngực có. Úi giời, cúc ngực của em chị mua cho bạn chị thôi, chứ like bán không like được em ạ. Bởi vì là cái quả đấy thì chỉ dành cho các chị ngực to thôi, như em mặc cúc ngực kia không được. Đó, chị hay mua cho hội bạn chị ấy, bọn nó toàn bưởi mình quất. Xin mọi người, quá là xinh luôn. Hôm nào chị lấy hộ cho. Loại đấy hàng đắt dùng sướng cực, mặc zip nắm hà. Quần đang mặc em có 3 màu, có màu xanh, màu cam và màu đen. Trời ơi quần này thích lắm. Đâu ấy nhở? Đâu rồi đấy? Em ơi cho chị đủ màu quần này ra đây với.
Chị hai cái xanh da. Ok, các chị phía sau, các chị phía sau màn hình vàng mặc được, màn hình sorry mặc được. Các chị phía sau nhá, nếu mà chị nào hết áo ngực cũng phải thông cảm của em nhá, bởi vì là về được có mỗi 60 con. Chị đã mặc con nhà màu đen rồi. Chưa. Em ơi, đang mặc áo đi biển à? Ô, đi chơi cũng được mà, cứ gì phải biển đâu chị. Ra biển nó lỗi thôi, chứ còn đi chơi vẫn ok, xuống tắm biển vẫn ngon lành cành đào luôn. Đấy, chả thích mặc bikini thì mình mặc cái này, xong rồi mặc với cả cái quần ngắn ngắn thôi chị. Eo ơi, mặc với cả quần sóc ngắn nó lại gọi là amazing good job luôn. Quả này nhá, quả này em nói luôn, phải mặc với cả cái quả quần này này. Mọi người ạ, ra biển mọi người nghe em mặc cái quả quần này ạ. Đâu nhờ cái quần mà chị mặc đi thể dục luôn nhỉ. Đây này. Các chị đừng chửi em nhá, đừng chửi em, nói luôn. Đấy, nhiều đứa bảo con này trông như kiểu tắc kẻ hoa. Đấy. Em này em mặc quả này đấy, hoặc là màu xanh các chị ạ. Hoặc là màu xanh, hoặc là màu xanh đây. Em là khi mà em ra mà em không muốn mặc đồ bơi này, em sẽ em mặc quả này luôn. Một trong hai quả này, trắng thì chắc chắn nó bỏ qua rồi, em không mặc trắng nhá. Em là phải xanh hoặc hồng. Đấy. Lên nó cứ gọi là good job luôn. Nhưng mà xin lỗi các chị là nó hết hàng. Áo nó không có hàng các chị ạ. Nên là không tầm kết hợp nữa. Mê luôn. Thôi em bỏ qua áo nhé, áo nó hết rồi. Áo nó hết mọi người ạ. Mũ là 300.000 chị ơi. Mũ 3 ly. Mọi người mặc cái này đẹp này. Hơi mắc một xíu nhưng mà chất. Đấy. Liên thiên sang cho mọi người không? Áo này mắc mà lại không có. Áo này chị nào người nhỏ nhỏ thì mặc sẽ đẹp nhá, người to không mặc được. Áo này chị nào người nhỏ thôi thì sẽ ok la, còn người to không mặc được. Đẹp lắm. Cái này mọi người có thể đấy, kết hợp dễ đồ, đồ cực kỳ dễ kết hợp. Quần xanh, quần hồng, quần sóc thì đều ok la hết luôn. Đó. Đấy. Áo này cũng cực kỳ xinh luôn. Ba tư em hết rồi các chị ơi. Áo ngực ba tư em hết rồi mọi người ạ. Hôm sau nhá, quần đằng sau, quần này 380, áo phông đằng sau lưng á. Áo phông đằng sau lưng là 390.000 ạ. Cũng một loại to em chưa có đâu chị ơi. Không có đâu chị ạ, em không có sẵn đâu chị. Em hay mua hộ mọi người thôi. Không phải cái loại đấy khó lấy ạ. Loại đấy nó khó lấy, nó không đại trà, nó không lấy được dễ. Áo em đang mặc đây ạ, 550 ạ. Phải 550 không nhở? Áo chị đang mặc này. Áo này chỉ dành cho các chị người vừa vừa nho nhỏ thôi. Chất dày dày. Cái này nhá, mùa thu mùa đông thì cũng chơi được tất. Chơi được tất. Chân váy chân viết các thứ ngon lành cành đào luôn. Wow. Cho chị mượn cái áo, cái quần có cái chữ trắng với Thư ơi. Cái quần có cái chữ trắng mà 600.000 đồng mình ngâm là lấy đấy. Cái quần mà giống ngân là lấy. Áo này 550. Cái quần mà có chữ trắng chữ đen ấy, chị chưa mặc. Đây là giống này. Áo không phải giống này, gần gần giống. Ở đây. Đấy, mẫu này được. Đẹp kinh khủng luôn. Em nên cho các chị những cái đồ mà đi chơi về nó là hết chấm luôn. Quần này cực đẹp luôn nhưng rất ít nhá. Em order nó về lâu quá, bây giờ không order lại được. Còn 600.000 quần này thôi mà dã man đẹp luôn. Những quần 8-900 ấy. Thật sự cái chất quần này có 600 mà nó đẹp như 8-900 luôn. Lấy kiểu bây giờ thì nó không còn nữa để mà bù. Quần xuống, 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 quần xuống,
con này thích ra đi. Quần sóc này cực mê, các chị có thể mặc với là sóc thường. Cái dây xích này không thích thì mình ra đây. Cái này là em nguồn thiếu nhá. Em bị nguồn thiếu. Chị nào lấy chốt đơn hộ em. Quần đẹp áo xinh. Áo là 550. Gửi bộ hôm qua cho chị chưa? Chị hai quần sóc xanh đen 55 cân. Chị Nguyễn Hồng em ơi, cho xem áo phông xanh đi. Phông xanh nào nhờ? Quần 380 xanh đen dồn đơn. Ok chị Nhất Trần. Dép em đang đi bao nhiêu? Dép em đang đi là 880.000. Đỉnh lắm của Ngũ Trì chị ạ. Của Ngũ Trì đấy. Đây ạ. Đôi này đẹp lắm. Mê luôn. Quần này dễ mặc. Áo này là 550 nhá. Áo là 550 em ơi, bỏ qua cái trái tim đi. Cái này mặc với cả bọn này đều đẹp hết. Mặc với cái màu nào cũng đẹp. Đây này. Xinh luôn. Như là những cái bọn màu màu này là mặc được hết nhá mọi người nhá. Mặc được hết 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 luôn. Đây. Vào được hết luôn nhá các chị. Chị nào lấy thì cứ ới thôi. Cứ ới thì ới thôi. Siêu đỉnh. Hoặc là ba lỗ lại là cũng được. Ba lỗ lại là được. Cái quần quốc dân đây này mọi người có thể mix này. Quần cặp với quần tan lên đâu chị. Lốt quần tan. Mặc cái áo phông tròn, phông thụng đều ok hết. Đó. Nhiều hình lắm, nhiều hình. Chị nào lấy ối em nhá. Chị nào lấy ối em. Qua mẫu nhé mọi người. Mọi người có thể mặc cùng cái những cái áo này. Đấy, đơn giản. Siêu thích. Cho em tí tí em lên. Đây này, cam này, cả cành cam luôn này. Quên lúc nãy em không mặc này. Đó, đây, cả cành cam này này. Siêu siêu đẹp. Eo ơi, lúc nãy em không chốt, em không vào bộ này nhờ. Đây, bộ này đẹp chưa? Em quên nó không vào bộ này nhá. Trời ơi, chị nào mà chưa, chị nào mà lấy quần cam rồi thì ngay em quất luôn quả này ạ. Quất luôn quả này, quần cam còn hàng không em? Lên luôn cái này cho em này. Quất luôn. Áo này 65-68 cân mặc được. Cả cành luôn cho em nhá chị. Đẹp dã man. Mặc nhá tạng cái áo này vào nhá. Áo có SM 2 size ạ. Đó. Dễ mặc không? Đẹp chưa này mọi người ơi. Xinh nhở. Xuất sắc luôn. Chế nào lấy chốt luôn set cam đi ạ. Ôi set này vào nhau đẹp cực luôn nè. Các chị ơi comment là set cam nha. Áo hồng quả tim. Ok áo hồng quả tim nhá chị nhà Mai Nghĩa. Quần này nó là quần vải ạ. Một quần xanh 38 với bổ sung số điện thoại và cân nặng em ạ. Quần sọc không mặc vải gì và bao tiền. Quần em đang mặc nó là cái loại dạng vải nhá. Vải mini ấy. Kiểu như là dạng may quần vải các chị mặc công sở ấy. Nhưng mà nó lại không phải thế, nó lì bóng hơn, mềm hơn. Thích lắm. Là cái này nó là đổ cao su ấy, đẹp cực. Cái chữ này nó là đổ cao su. Siêu mê luôn, giá có 600 nghìn thôi, chất đẹp lắm. Nó có cả màu trắng nữa đây này các chị ạ. Quả này mà mặc với áo xanh thì em nói luôn với các chị là cạn nước chấm luôn. Cạn nước chấm luôn. Quả này nhá, mình mặc với cả cái quả tim ấy. Quả áo mà có tim xanh ấy. Trời ơi. Cái này ạ. Hồng tim này. Mê luôn đấy mọi người ơi. Mê luôn cái set này nhá. Xanh này, chữ xanh này, phối hồng này. Nó phải nói là ở cái tầm phải nó là chất thần sầu luôn các chị ạ. Hoặc là đen nhá. Hoặc là đen.
các chị cứ mix vào và có họa tiết xanh cho em. Đỉnh chưa các chị ơi, đỉnh chưa? Được chưa ạ? Nó quá là phê luôn, đúng không ạ? Nó quá là phê luôn các chị ơi. Quần nhà em còn rất ít. Quần trắng này còn mấy cái nhỉ? Quần XL còn mấy cái? Quần cái chữ trắng ấy. Cho chị cái quần thông đang mặc màu trắng. Ok chị Hương, hôm trước chị lấy một cái quần cam. Ok. Các chị mua hàng kiểu này khó chốt đơn cực kỳ luôn. Chị Mơ Nguyễn em chưa chốt đâu, bởi vì chị nào như này em chốt được luôn. Hôm trước chị lấy một quần cam nhé. Quần cam nào nhỉ? Trời ơi, các chị ơi, các chị phải gửi lại ảnh nhá. Cho chị một quần. Rồi, chị Đỗ Hương đã chốt một cái quần trắng. Áo em đang mặc không có màu trắng đâu, có màu tím với màu xanh nữa này. À, em đang mặc có hai màu này nữa. Cái này tí em mặc với cả quần sót thôi mọi người ạ. Em mặc với cả quần sót thôi. Quần trắng bao nhiêu? 600 thôi ạ. Chị Mơ ok ạ. Áo em đang mặc là 600 bao nhiêu, là 630.000. Quần trắng là 600.000, áo em đang mặc là 630. Áo thông mặc ok ạ, à. Chị Lan Hưng ạ. À. 58 cân áo này nhá, ok. Áo này 2 size SM này màu nhá. Đẹp dã man. Đấy, chị nào thích thì nhích luôn. Một quần thông mặc 62 cân chị Oanh Nguyễn. 62 cân với eo gọn thì mặc được quần này size L ạ. À. Nhẹ lắm, nhẹ vào mắt. Lờ, quần này phải chốt lờ đi em ơi. Siêu xinh, trèo lấy chốt đơn hộ em. Cái này là bình thường đi chơi đi với cái quả tép trong trong này đẹp. Thật lượn nờ, đi đôi dép trong là nhìn chất còn chất hơn cả đi đôi trắng này luôn. Đây này, đi đôi này này. Ờ, các chị ơi, chốt hàng kèm luôn cho em số điện thoại đi ạ. Đấy, bình thường lượn nờ đi đôi trong trong này này. Đấy, cực kỳ xinh. Siêu đẹp, chị nào lấy chỉ việc để lại số điện thoại thôi mọi người nhớ, phải có số điện thoại nhà em chốt đơn được. 45 cân vừa S chị ạ. Chị một quần thông mặc 62. Quần không co giãn chị ơi, quần này nó chỉ ở cái độ co giãn theo kiểu thoải mái dễ chịu thôi, chứ nó không phải là kiểu co giãn nhá, không phải kiểu co giãn 4 chiều đâu mọi người ạ. Sóc đẹp lắm. Eo ơi, sóc này nó gọi là đỉnh của chóp luôn. Sóc này có tất cả bao nhiêu cái đấy em ơi? Quần chị đang mặc đây. Đen em còn 8, trắng em còn 3 thôi mọi người ạ. Quần này trắng em còn 3, trắng còn những size gì đấy. Đóng cửa vào đi em ơi. Đóng cửa. Trắng còn mấy? À trắng còn 3 những size gì? Trắng đỏ 3 cũng em còn. Trắng em còn SM. Đen còn SML đúng không? Chị nào lấy ối em nhá. Bán siêu siêu đỉnh luôn ạ. À. Chị nào lấy chốt đơn của em, áo em đang mặc là 550. Mặc buông cũng đẹp này. Không cần cắm thùng luôn. Khi không không cắm thùng thì mình bỏ, tốt nhất là mình bỏ cái dây lưng đi. Nhá, bỏ dây lưng đi, cái toàn bộ cái này là theo tất. Chữ là theo nhá mọi người, chữ là theo. Chất của nó rít, không có giãn mấy. Nên là nó tạo form người cực kỳ đẹp. Sao chị không mặc luôn con này? Tạo form người siêu siêu đẹp. Chị nào lấy chốt đơn của em nhá. Chị nào lấy chốt đơn của em à, quần trắng có phải mặc lại không nhỉ? Quần trắng hay bỏ qua nhá mọi người. Hết luôn. Lấy nhiều vào. Lấy chị, không thì chị lấy cả quần này này.
đi các chị. Một màu xanh xanh. Ok chị. Còn shop bao cúc em còn ạ. À? Áo tim bao nhiêu? Áo tim là 390 chị ạ. À. Cái áo này em nói luôn với các chị là nó là chất sướng dã man. Mà đặc biệt em nói luôn, những chị nào mà béo thì phải nói là đỉnh của chóp luôn. Nó suông ấy, nó không bị mập. Nó không bị mập và cái chất của nó kiểu có tông xốp xốp ấy, sướng cực, sướng lắm. Mặc buông buông này. Cái vai của nó cũng điệu này, thích không? Áo 78 á. Con áo này sao rẻ nhỉ? Chất đẹp rất là rẻ nhỉ? Áo này không phải cắm thùng đâu ạ. Không. Áo này rẻ thế hả màu? Áo 78, quần 600, dép 73, siêu xuất sắc. Chị nào lấy chốt đơn, áo có cả kẻ đen nữa, thưa đưa lốt kẻ đen cho chị đi. Áo này nhanh tay nha, áo này có bao nhiêu con em? 780.000, chị nào nhanh tay còn chậm tay hết. Chất siêu đẹp, em nói luôn. Siêu sướng luôn, chất này mặc bền vĩnh con mặc kiểu luôn đấy ạ. Thưa cho chị áo màu trắng, áo đen, kẻ đen trắng thưa. 780, à quần 600 ạ. Dép 73 nhá mọi người nhá. Automatic đẹp. Áo này là hàng ấy của Blaza. Áo có SM 2 size 65 67 cân quay trở về nó vẫn ngon. 65 67 cân quay trở về vẫn ngon đấy các chị nhá. Hai các chị. Chị nào lấy chốt đơn của em xinh nhỏ. Kẻ xanh size S ạ, à, ok ạ. À. Chất sướng lắm. Quần em còn mờ ạ. À. Cho mình kẻ xanh 62 cân, ok ạ. À. Kẻ xanh 62 cân mặc mờ nhá. Gầy quá, đừng mặc áo này, gầy quá bỏ qua đi. Ok, chị Oanh Nguyễn áo mờ ạ. À. Chị Thúy S ạ, à, ok ạ. À. Quần em còn mờ ạ. À. Chị có quần không? Có rồi chị ơi. Chị ơi 60 cân mặc cái size S này thôi vẫn được. Áo này 60 cân mặc S vẫn được. Nhưng chị thích thì mặc M nhá. Thích mặc xuông xuông như em thông thì mặc M. Còn kiểu thích vừa thì mặc S ạ. À. Đó. Đây em để như này mọi người nhìn này. Thích luôn. Thích kiểu mặc thuôn thuôn thì mặc M nhá. 60 cân ý ạ. Vừa eo gọn thì mặc S. Đây nó đứng dáng ấy. Áo kẻ xanh thông mặc ok. Chị Lan Hương size S thôi. Em ơi cho chị Lan Hương con này S thôi nhỉ. À chị thích mặc thụng đúng không? Chị thích mặc thụng này lên mờ hộ em. Đẹp. Quần em còn mờ thôi ạ. Quần trắng S em chốt rồi chị Thông thôi. Em chốt rồi chị ạ. Em nói thật chứ, cái này cái quần này mà mặc với chị nào mà mua được quần này rồi mặc cái áo xanh này đẹp. Người nhỏ nhá, người nhỏ, chị nào mà mua được quần này rồi thì mua cái áo này đẹp này. Đấy. Mỗi tội quần em hết, chị kẻ xanh size S, chị Đức Lê, ok. Quần em qua mẫu luôn nhé mọi người nhá. Quần em qua mẫu luôn nhé mọi người. Em sang quần khác này. Ok
cho em xíu nha, em lên quần này cho các chị nào, nó phải nói là đẹp, đẹp 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 cạn nước chấm luôn. Đó, chị nào thích phong cách thì mặc bộ này nhá. Quần này thì nhẹ như không, 70 cân mặc được. 70 cân mặc vẫn ok la luôn nhá các chị nhá. Chị nào thích kiểu mặc phong cách kiểu chất chất thì mặc kiểu này cho em. Chị nào thích kiểu chất chất thì mặc như thế này cho em nhá. Cái quần này nó nhẹ tanh luôn. Em ơi lên quần này cho chị. Đó, tất cả những cái này có thể phối với những cái áo này ạ. Các chị to to phối với nhau nó rất là hợp. Rất là hợp luôn này. Siêu đẹp. Vừa nhẹ, vừa trẻ, vừa khỏe, vừa xinh. Chị nào lấy thì nhá. Em nhìn chị không? Chị Trà My ơi, bây giờ em thấy chị đây. Chị này cái gì nhỉ? Có áo đen đẹp không em? Gì nhiều chị ạ? Kẻ trắng rồi, chị Thái Lâm em chốt đơn bộ hàn, bộ bàn mặc giá bao nhiêu? À bộ bạn mặc giá bao nhiêu? Chị ơi quần này ạ, quần này là 420 ạ, nhưng em bán tặng mọi người là 400 nhá. Em bán tặng mọi người là 400 này. Quần là 400, em ơi lên màu quần cho chị nào. Áo này là hàng 78 ạ. Quần này em có size gì, quần có size gì thôi? Có size, có màu. ML lên màu. Quần có ML 2 size. Ok, ok chị. Quần em mặc có size không? Có ML 2 size 70-75 cân vẫn vừa. Quần này 70-75 cân vẫn ok nha. 70-75 cân vẫn giật được. Người bé quá thì bỏ qua mẫu này ạ. Người bé quá thì bỏ qua mẫu này. Bé vừa thôi, bé quá. Ví dụ 4 mấy cân thì không mặc được. Tầm trên 50 cân thì chốt bộ này, à quần này. Hoặc là chị nào thích mặc kiểu này dáng bong bong bụng bụng nhá. Quần nhà em có 4 màu ạ. À. Màu rêu, màu đen, màu trắng và màu be. Be ạ. Đẹp dã man. Chị hỏi quần sốc đỏ bao cũng còn không? Em còn mà. Em trả lời chị mấy lần rồi. Chị áo kẻ đen size S ok, đổi cho chị áo phông kẻ cam sang phông kẻ này đen trắng em mặc. Ok chị Tuấn 5 con đê. Chị Tuấn 5 con đê đổi kẻ cam qua cái này đi thôi. Ôi này, phương lại cao cái đấy đẹp lắm. Sang áo đang mặc á? Ừ. Sang áo đang mặc xe. Đẹp nhỉ? Chốt luôn cái này chị nào đi đôi dép không, thật sự là không dám phối với cả con NV của em vì nó hết hàng. Chị ơi, áo nào chị đổ về riêng ra ngay bạn đầu. Sinh ra. Chị nào lấy set này chốt đơn nha. Chị nào lấy set này chốt đơn hộ em. Cái cả quần của nó cũng xinh ấy. Cái cả quần của nó cũng xinh. Thị phạm của nó đây. Xinh yêu luôn. Chị nào lấy chốt đơn nha. Áo hết à? Áo kẻ hết à em ơi? Áo kẻ em còn một màu ạ. À. Em ơi đưa lốt kẻ ra đây đi. Cái kẻ pha cam ấy. Hoặc kẻ pha đen ấy. Hàng 63 ấy. Xinh quá. Đấy các chị to to cứ giật kiểu này cho em. Mặc kiểu auto kiểu. Quần nó nhẹ dã man ý. Mọi người ơi quần xuống lắm. Quần ơi nó xuống luôn. Em đang mặc là mờ nhé. Cái cạp của nó cũng đẹp này. Mọi người ơi cái cả của nó cũng đẹp. Các chị bé có thể mặc kiểu ngắn hẳn như thế này nhá. Cái quả áo nào ngắn hẳn như thế này chất luôn. Đây, hoặc là mặc như thế này, lổi bần bật luôn. Dã man. Hoặc là buộc lệch ạ, hoặc là những cái áo buộc lệch nhá. Đẹp vô cùng. Em mặc mic
con này có cái bông đẹp không? Chất luôn. Cái này nhá, ví dụ này, em sẽ zip. Ví dụ như chị nào có eo ấy, mặc thụng ấy, các chị có thể zip chặt vào này. Zip chặt hai bên hông. Cực xinh mọi người ạ. Xinh luôn các người. Vẫn cười xinh luôn. Autumn đẹp luôn. Ôi, lên quần cho người bé đi em. Ok, tí nữa luôn sẽ lên quần kiểu dạng thể thao như thế này, xinh xinh yêu yêu như thế này cho người bé nhá. Mã sau sẽ lên cho người bé luôn. Ok chưa ạ? Kiểu rất là trẻ ạ, mặc này auto trẻ luôn. Auto trẻ ạ. Quần nhà em có màu be nhá, be này cực xinh này. Nhà em có be, có đen, có rêu. Đen. Trời ơi đẹp quá. Quần này không chỉ là người to mặc được đâu, bé đẹp. Ok luôn. Chị Lau lấy ở em nha. Chị quần đen M, ok chị Hương Trần, Đăng Khôi, Ngô Hoàng, quần đen M, quần có mấy size? Chị ơi, quần có ML 2 size, size nhỏ nhất là M, em không đang mặc M này ạ. Quần thụng nhá, xác định này, các chị phải xác định nào mặc quần này nào phải thụng thì hãng chốt, còn chị nào mà không mặc thụng thì bỏ qua. Chất thô chị ạ, chất thô nhưng nó là thô xịn sò, giá 400 nghìn một quần thôi, nhưng mà đẹp lắm. Đây, áo em cố tình zip chặt vào ấy. Áo là 630 nghìn. Mọi người có thể mặc với những cái kiểu body ấy. Thư ơi, lấy cho chị mấy cái áo kiểu áo form body ấy Thư. Crop top. Em cắt một đống xin tầm. Trời ơi, chất thô chị ạ. Quần chị nào lấy thì ối em nha. Xinh lắm. À, giày thì mọi người có thể mix với giày này hoặc là mix với dép cũng ok. Em kiểu thích nghịch nghịch thì em hay mix với những cái đôi kiểu cá tính ấy. Mọi người thích trơn trơn thì mọi người có thể mix với những cái đôi nhỉ. Hoặc là giày trắng. Em sẽ đi giày trắng cho lổ nhá. Có quên đi vào tắt. Em đi giày đen. Em sẽ đi giày đen nhá. Ôi cái này á, các chị đi với cả đôi giày cũng đẹp mà dép cũng ok, mà đi với cả cái dép ba len ấy cũng đẹp, nhưng mà dép ba len thì em sẽ ăn hết á, lên like chẳng có hàng bán, mix đẹp nhưng mà lại chẳng có hàng luôn. Các chị hỏi đến là hết hàng. Đây. Mọi người có thể mix với trắng, mix với đen. Áo chị mặc 630, mũ 300 ạ. 630, mũ 300 nhá các chị nhá. Xuất sắc luôn. Quần này quá đẹp. Đáng gọn. Xem inbox dùm em Tâm Trần á. Tí nữa được không em? Tí nữa nhá. Chị ơi, giày nếu mà nhà em gọi điện chốt đơn là đơn của chị đi rồi nhá. Chị nào lấy áo chốt áo, chị nào lấy quần chốt quần, chị nào lấy giày chốt giày nhá. Đây là kiểu dáng mặc thụng này. Còn các chị có thể mix với cả những cái đồ eo như này. Đơn giản như này thôi, chả cần phải gì ngon hoàng nhiều cả.
mặc như này em nói luôn với các chị là auto eo bé luôn, auto eo bé. Lại quả mông lại hoàn tráng. Chị nào lấy chốt đơn hộ em nha, chị nào lấy chốt đơn cho em. Ủa cái quả áo ngực này thật sự, hôm nay chị nào mà không mua được quả áo ngực này tiếc thật. Nhìn mê nhỉ. Được, rất là ngon. Chị nào lấy cái quần ối em nhá. Quần quần chị nào thích không ạ? À? Áo 63 cân vừa không ạ? À? Áo trước thì vừa. Giày bạn đi bao nhiêu để mua? Giày em riêng đi là 890.000 ạ. À. Chị đặt giày 35 sau này gửi 36. Ô thế á chị. Đổi được mà chị, nếu mà chị nhắn tin vào trong bếp đi để các bạn ấy sẽ xong nay các bạn ấy sẽ xử lý cho chị nhá. Quần len size M ok ạ, à. Mình một áo sọc và một quần màu gel size L hết. Ok chị xí muội, một áo sọc và màu gel size L nha em ơi. Áo sọc kẻ cam đấy. Áo có mấy màu, áo này nhiều màu lắm. Chị xoài ruby ạ, à. Vừa vừa tiền nhưng lại đẹp. Nhưng mà có một cái nhược điểm là chất thì rất là ok, nhưng mỗi cái một chất. Đây là em còn áo nhà em còn 4 màu này. Còn 4 màu này chị ạ, 5 màu. 1 màu, 2 màu, 3 màu, 4 màu, 5 màu, 350 một áo. Chất cái nào cũng mát nhưng mỗi cái một chất luôn. Nó là thun tất. Rất đẹp nhá. Cái này mặc sướng lắm. Ngực không có mấy, mặc ok chị ạ, ok ok. Áo có 5 màu, mặc với cái gì đẹp, áo màu khác không em? Dạ có, quần đang treo mấy tiền? Quần em đang mặc và đang treo là 400.000 một quần ạ. Áo ngực bán bao tiền? Áo ngực nhà em bán là 320 ạ. Chị áo lấy ối em nhá, áo có 5 màu, áo có đen, có trắng, có cốm, có cốm, có màu xanh này, màu cốm này, màu xanh này, màu trắng này, màu đen này và màu bò nhé mọi người nhé. 5 màu áo cho em, quần thì có 4 màu, trắng ạ, be ạ, rêu ạ. Xuất sắc luôn nhé các chị nhé, xuất sắc. Em ơi chia luôn quần vàng, quần xanh đi, nốt cho nó hết đi. Một đen và một màu thông mặc nhé. Ok chị xoài ruby, áo kiểu ngắn này chất đẹp không em? Chất ok chị ạ. 350 dùng mùa hè là ok la. Nhưng em nói thật 350 thì nếu mà nói nào bảo là nó đẹp như cái áo 8-900 thì không có đâu chị ơi. Như cái áo trắng hôm qua em mặc crop top đến đây 980.000. Nó cũng là thun mặc mát. Đấy nhưng mà nó là hàng 98 luôn. Đấy, con này có 350 mặc vẫn mát đó. Nhưng mà độ bền với cả độ lên áo thì dĩ nhiên là hàng 98 nó phải hơn rồi. Nhưng mà lên nó vẫn ngon nhất, lên vẫn ngon. Chú ơi nên lốt quần xanh quần vàng thì em chia lốt. Cái mã quần xanh vàng ấy. Quần xanh vàng ấy còn về được mấy cái đấy. Chị áo xanh ok chị Nhâm ạ. Quần be ạ, ok ạ, quần chất nhàu không em? Đã không nhá chị, bình thường. Em ngồi đây ạ, ngồi đây là lúc lâu lâu ạ. Ý chị hỏi là loại đắt tiền á? Loại đắt tiền thì hôm qua em còn đăng ảnh với cả quần nhăn đấy, chốc lên cho lên quần nhăn. Em mặc với cả quần nhăn đấy chị. Cái quần nhăn 950. Đấy là cái quần đấy. Mọi người nhìn này, gần như là hạn chế, rất hạn chế luôn. Nếu nói quần thô không nhăn thì là không phải đâu mọi người nhá. Không phải đâu ạ, là nói phét đấy. Nhưng mà cái quần này mọi người nhìn cái mặt chất của nó. Mọi người em biết là 400.000 mà mọi người bảo là quần nó không nhăn đâu thì không phải. Đây ạ, khi vò nó mới như thế này. Thế còn các chị ơi đứng lên gập xuống thì bình thường nhá. Giặt thì dĩ nhiên nó sẽ nhăn nhưng phơi nó sẽ phẳng ạ. Cái gì thế này? Tôi nói sao tự dưng này có cái thể loại này nhiều màu nhỏ chị về nhỏ mày nghe cái này. À, chị áo chị quê lấy chị áo ở đây đấy chị áo chưa chị áo lấy thì ở đây bảo khi gì bảo khi hoàn thủ à. Ơ, đóng. Ơ,
thì mình đóng rồi mà. À, năm nay chưa đóng đúng không? À, okay. Mọi lần thì báo tin nhắn mà em. Chị toàn mà đồ quan nhân nào thôi. Còn banh thì BIDV thôi. Ờ, vẫn màu đen. Chị nào lấy rồi em? Áo 908 còn không hả mẫu? Có trắng à? Ờ. Đẹp lắm. Áo đang mặc có màu gì vậy? Áo đang mặc có vừa dơ ra 5 màu đấy ạ. Quần này mặc cả ngày có bị bùng gối không chị? Ôi trời ơi, em ơi em hỏi thế chắc là không bùng đâu, trời ơi nó thụng thế này rồi thì nó bùng thế nào được nữa. Nó thụng thế này rồi thế bùng thế nào được nữa tình yêu, chắc là không bùng đâu đó. Em mặc thì em không thấy bùng, em mặc cái quần kẻ ấy cũng không thấy bùng, em mặc cái quần này cũng không thấy bùng thì chắc là cái quần này quả lại không bùng. Đây em mặc quần trắng nhá. Đây ai lấy mã này thì chốt đơn hộ em. Cái chất này nó còn nhăn nhiều hơn, cái chất này nó còn nhăn nhiều hơn cái chất này luôn nha. Thế mà chị nào đã mặc cái chất này cả ngày rồi ấy, thì ơi em thì em mặc thì em thấy bình thường. Thật sự với yêu cầu của em thì em thấy nó bình thường á. Nó không đến mức độ là như các chị bảo là nó nhăn nó bùng quá đi đâu. Em mặc em thấy rất là bình thường. Đây cái dáng này thì nó gọn hơn, nhưng mà nhìn nó lại kiểu không chất bằng cái dáng em đang mặc. Cái dáng em đang mặc là chị nào to to mà thích mặc thụng mà thích chất chất đó, thì cái này màu nòi hơn. Còn cái này thì nó gọn gọn hơn. Màu đen, màu trắng, màu rêu, màu xanh và màu vàng bò. 350, quần em Thông đang mặc là 308 nhá. Quần em Thông đang mặc là 308. Quần có xanh, có đen, còn vài con thôi. Còn đen, còn vàng, còn xanh lá. Xanh lá. Siêu xuất sắc. Ô, quần trắng còn mấy cái em ơi? Quần trắng còn mấy cái? SML à hay là SM? SML. Quần em có SML ạ, à. Quần thô đen size M. Ok chị Thu Lê. Mẫu em cao 1m57 chế ạ, à. Nặng là 52 cân nhá chế nhá. Eo nhỏ mông to. Vai to ngực nhỏ. Để mọi người lựa, mọi người chốt đơn cho nó dễ. Em qua mẫu này nhá. Chị các chị ơi, cái mẫu của em vừa lên là mã của mã là 6601. Mã 6601 nhá các chị, ba màu ạ. 6601. Quần này đẹp lắm. Các chị to to chốt đi ạ. Còn mẫu này ạ, mẫu này đen còn vài con, vàng thì chỉ còn SM thì phải. Vàng còn L không? Vàng có L. Đen có gì? Đen chỉ còn size M. Quần đen còn M. Xanh, xanh có size gì? Xanh là SML. Xanh có SML. Xanh ngã S về thêm được có một tí. Về thêm mỗi S thôi. Quần có L nhá chị nhá. Mã này là mã đọc mã đi em. Mã này là 2233 nhá. Các chị ơi comment là quần 2233 cho em. Quần 2233 nhá. Hiện tại có vàng và trắng là đủ size. Vàng trắng đủ size, đen có M, xanh có SM ạ. À. Mã trước em cho chị Thu Lê rồi ạ. Xanh có SL chị ơi. Xanh có SL à? Xanh có SL.
Chị nào lấy cho đơn cho em quần này bạc 38 nhá. Quần này 38. Em nói thật là quần này chất đẹp lắm, nhưng mà em lấy được rẻ thì giá rẻ đâu. Chứ nó chắc phải nói chị nào nhận hàng còn mê tít không? Mê tít thì tốt hơn. Có lẽ cần. Chị nào lấy thì chốt đơn nha. Dạ em cảm ơn ạ. Ok. Chất thô nhá, mọi người chất thô. Chị nào mặc quần này nhà em rồi cho em xin cái nhận xét nha. Chị hai quần xanh vàng size L, chị Nguyễn Lan bổ sung số đi chị. Bổ sung số đi chị ơi. Xanh và vàng size L, bổ sung số hộ em. Hoa tay thì o bao nhiêu đấy? Ô, cái đấy em đặt hộ mọi người đấy ạ. Em mua là 680.000. Em mua như thế nào thì em bảo các chị như thế nhá. Hôm qua vận chuyển bao đấy đấy, mấy chục nhỉ? Có mấy chục nghìn thì thôi. Thì thôi em bỏ qua. Các chị tự trả tiền ship thôi. Nhưng mà các chị dặn hết rồi. L trắng. Ok chị Như Ngọc lấy quần L trắng 62 cân vừa, thông chốt chị một chiếc màu trắng size L nha. Ok chị xoài ruby. Chị xoài ruby một cái quần trắng chị đang mặc size L, quần này mặc thích lắm. Em nói thật mặc thích cực kỳ luôn ý. Eo ơi mặc mê luôn. Đây này, chị nào mà thích kiểu mặc ngầu ngầu một tí thì các chị có thể mặc xanh trắng với xanh này này. Đây này, nhìn trong trẻo cực, nhìn trong trẻo cực kỳ ạ. Ôi hôm nay em like nó hơi bị loạn, mọi người cứ thôi cây đi đèn thì mọi người tốt lắm. Bởi vì cũng cái đi đèn là em like. Hôm nay em like kiểu bác nháo cơ. Cái gì đẹp thì like. Đây đi dép, em nói luôn là đi dép là đôi này ạ. Cái này mình em sẽ, nếu là em thì em sẽ mix với những đôi sandal. Hoặc là những đôi bể giày tùy. Mình có giày dép như nào thì mình mix như thế, nó rất là dễ. Kính kiếp mà nó là ngon là cành đào luôn. Câu tu sinh luôn. Chị Phanh Nguyễn Lan. Chị ơi chị mua hàng chưa cho em số nên là chưa chốt được hàng Nguyễn nữa Lan chị. Nguyễn Lan Hà Nội mà. Không phải Lan Nguyễn Hà Nội đâu. À chị Nguyễn Lan này chưa có số, hình ảnh cái con mèo Kitty đây này. Em nhận được quần rồi đẹp. Quần em mặc là 380.000 thôi, số lượng còn rất ít nhá mọi người nhá. Số lượng còn cực kỳ ít luôn. Trắng em còn SM nhá. Trắng em còn SM ạ. À. Chị có một cái xanh rồi mặc thích lắm, màu trắng chị mua hộ. Em biết ngay là chị mua hộ vì chị mặc S. Em cảm ơn. Set này nhỏ nhất, chị Phạm Ánh ơi bổ sung thêm số điện thoại giúp em nha. Áo nó là size S là nhỏ nhất, áo này suông nhá, nó không eo được đâu chị ạ. À. Đây là S này. Áo là S, quần cũng là S luôn. Xinh cực. Combo đôi dép 808 nữa thì là hết những chấm. Đỉnh của chóp luôn đấy. Đôi dép này này. Chị nào lấy chốt đơn hộ em. Chị lấy quần 2233 màu đen size M. Ok chị Phương Giang. 2233 trong này ở quần chỉ còn mỗi hai cái đen ngoài này thôi đúng không? Không, không có. Này 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 bớt này. Hai này thì để hai cái xanh màu cùng nhau lắm ơi là lắm. Chị nào lấy chốt đơn chị mua cho người 40 cân. Ok chị. S tắt đi ạ. Mặc thụng nhá chị, mặc thụng thì ok. Áo toàn màu gì cũng giúp, áo có 3 màu chị ạ. Màu tím, màu cam nó đẹp lắm. Em ơi ngoắc cái áo màu cam lên giúp chị này. Áo 63. Áo này mặc nhẹ và mát như không luôn. Mình một quần đen size XL, không có XL đâu. Chị ơi, người chị to lấy sang mã trước. Mã 6601, 75 cân. 75 cân cũng chơi được, 78 cân cũng chơi được nhá. Chị lấy sang mã trước đi chị ạ. Người chị to quá mấy sang mã trước. Còn quần này chỉ có đến L thôi. Mà đen nhà em còn mỗi mã SM thôi ạ. Đen còn sót một con S đến 2-3 con M. Là hết sạch đen. Đó.
còn trắng thì em còn SM, xanh em còn SN, vàng em còn SML ạ. Áo thùng 7 sắc cầu vồng còn không hết rồi chị ạ. Em còn cái màu nhạt hơn. Em còn cái màu nhạt nhạt hơn, túi đang đeo là 2750. 63. 630 chị theo Trần nhá. Ca màu ạ. Xanh size L 65 cân vừa chị ạ. Xanh còn nó không em ơi? Chị Hằng Lê ơi, chốt luôn đi nhá, vì quần này nhà em không về nữa đâu ạ. Không còn để về luôn. Em thì đang nghĩ đến quả dép vàng của em không dám đi. Đi với quả dép vàng nữa thì lồi nhất quả đất. Chị nào lấy trắng chốt trắng nhá, em mặc sang quần xanh. Các chị đừng hồn em nhá, bởi vì là em thích xanh. Đợt này đang bị ngộ xanh các chị ạ. Ngộ xanh. Túi ở trước là nó là túi túi bằng, đằng sau là túi mông. Đó, ngộ đến mức độ móng tay cũng xanh rồi. Ví dụ như là các chị chưa biết mình mặc size gì, các chị lên cân nặng và chiều cao giúp em để bên em tư vấn nhá. Ví dụ như chị Nguyễn Kim, chị ơi chị có 1m50 nặng 57 cân thì chị chỉ mặc quần size M thôi chị ạ. Thoải mái lắm thì chị mặc lên size L, nhưng mà chị chỉ mặc size M là vừa rồi. Các chị không chọn size, tự ý chọn size giúp em nhá. Không rồi đến lúc là gọi điện chốt đơn thế nào. Các chị chốt được hàng trên line nhưng mà đến lúc mà nó lại bị hết size quần, nó rất là buồn. Đấy, hộ em là luôn hộ em cái chiều cao và cân nặng luôn nhá. Kèm luôn một dòng giúp em ạ. Đấy có mọi người cực đẹp luôn các chị ơi. Em mời các chị chốt đơn nha. Mọi người có thể đi với đôi giày này này, cũng cực tinh. Đi với đôi này cực đẹp luôn nha. Đi đôi dép này cũng xinh này. Chị nào mà kiểu thích thoải mái, mát mẻ thì các chị có thể đi dép. Đó, còn chị nào thích kiểu tranh xạ hơn hoặc là kiểu thích giày thì mình có thể kết hợp với giày, hoặc là chị nào có giày rồi thì kết hợp với giày, hoặc là chị nào có dép rồi kết hợp với dép, kết hợp kiểu gì cũng ra nhá, kiểu gì cũng ra luôn. Đây ạ, em sẽ đi luôn cái đôi bờ ra già này cho mọi người nhá. Mọi người cứ kiểu em ơi đôi này sao đi vào khó thế, mọi người đợt này các chị dẫm thoải mái cho em, dẫm thoải mái như thế này và làm sụp luôn cũng được luôn nhá, nó không bao giờ sợ hỏng đầy ạ. Lên này. Các chị cứ lựa làm gì khổ thế cơ. Làm sao mà phải sợ à? Cứ thoải mái đi. Tiền của mình mà. Ôi thôi. Thôi cái gì đấy? Ai để cái gì ở nhà mình đấy? Cái nọ gì đây này? À, cái hoa ở bàn thờ. Quá trời xinh. Các chị cho mua em cái quả này, em mix vào nó được mấy điểm. Em thích kiểu họa tiết này lắm nên là em kết hợp với cái màu nào cũng được.
trắng đen đều chơi hết. Chốt đơn, chốt đơn ạ. Áo mặc buông cũng được nhá. Hoặc là các chị nhá, khi các chị lệch vai bên này thì mọi người đừng buộc, buộc bên này nhá. Lệch vai bên này thì mọi người buộc bên này cho em nhá. Ví dụ các chị định buộc lệch vai bên này thì các chị buộc bằng bên này. Hoặc là các chị lệch bên này thì các chị buộc bên này cho em. Đây, ví dụ lệch bên này. Đó, thì các chị buộc bên này. Nhưng em thích lệch bên này thì em sẽ buộc bên này nhá. Cho nó phải tay này. Kiểu khoe eo ấy. Cho ra đằng trước nha mọi người. Lệch như thế này nó sẽ tạo cái đường song song. Rất là đẹp. Mặc thụng ra cũng đẹp. Còn các chị thích cá tính hơn thì các chị có thể mặc chưa này. Vừa kiểu nữ tính và vừa cá tính nhá mọi người nhá. Chị nào lấy thì ối em. Cả cái này mặc được với cả quần vàng này. Vàng hồng mặc được hết luôn. Nó có những cái nhờ sò sò sọc sọc nhỏ nhỏ này này. Đó. Rất là xinh. Túi đeo 2750. Ok chị Hoa Anh ạ. Dép đấy là 880 nhá. Áo em mặc có màu khác không á? Cái áo này có màu gì nhỉ? Áo này về có mấy cái ít không? Hai ba màu. Chị set này ạ, quần xanh ạ. Ok, chị mặc size S, chị Mai Hoa. Nhưng mà cho em số điện thoại nhá. Cơ cao gót đằng sau là 1.680.000. Chuẩn luôn, em rất là thích luôn. Vừa mát vừa nhẹ mà giá thành lại ngon, mua đủ màu được luôn. Mua một phát đủ màu được luôn. Vừa tiền 390.000 vừa tiền. Mà chất rất là ok la. Đây nhà em có ngần nay màu. Màu trắng. Đẹp không? Trắng là phải quân luôn nha. Hồng. Em có một con hồng, hai con áo hồng này rồi. Các chị ạ vẫn thích, nhìn quả này vẫn thích. Hồng ạ. Xanh cô ban. Màu vàng chanh đều đúng không con? Cái màu này về được đúng không con? Một con. Chị nào thích cái nhích luôn hộ em nhá. Chị nào thích cái nhích luôn hộ em. Các kiểu con nào kiểu. Em nắm trò lắm các chị ạ, thật sự. Ô, em ơi cho quần trắng ra đi em. Chị nào lấy thì ới luôn nhá. Chị Huế ông Đào ok, chị Mai Hoa ok. Quần trắng thông đổi qua màu giúp chị nha, chị cảm ơn. Ok chị Xoài Ruby đổi quần trắng sang màu em ơi. Một hồng nữa ok chị Hoa Anh. À 390.000. Đôi cao gót đằng sau là 1.650.000 chị ạ. Hàng Suribon quần đen size L. Làm việc báo quần đen size L chị. Quần đen em không còn N đâu ạ. Quần đen em còn SM thôi chị ơi. Chị Đỗ Ngọc 60 cân mặc M vẫn mặc M được mà. Chị áo màu xanh nhỏ nhất làm gì có size chị. Áo này free size chị ạ. Ok chị Thanh Nguyễn áo em không đang mặc. Ok. Áo này nó suông dài xuống như thế này nhá. Mà mọi người để luôn cả cái cục này cũng được. Đó, thích không thích thì hất vào trong như này này. Nó không lộ nhá mọi người. Còn thích thụng nữa ấy. Chị nào mà bụng to to một tí ấy. Đó, thì buông hẳn ra như thế này cho em. Nó vẫn ngon, trải ngược gì luôn. Cực đẹp. Đó. Chị nào mà không thích kiểu trễ vai, trễ lải nữa thì mọi người mặc như thế này. Đó, đây. Mặc như thế này thôi. Ai thích kiểu nào thì vào kiểu đấy nhá. Dễ mặc lắm, nói tóm lại em thấy nó dễ mặc lắm. Dạ phông trắng chị Nga. Chị Chuông Hoa cả set bao nhiêu chị Thông? Em ơi quần 38, à 39. Quá rẻ. Quá rẻ luôn cho một cuộc tình. Em là em. Đó, hoặc là chị nào mà thích kiểu buộc vừa phải thôi. Lúc nay em buộc hơi dít nha mọi người. Thích buộc kiểu vừa phải thôi này. Đó, buộc lấy lỏng ra cho em. Hát vào trong. Đó, không mình không buộc nhiều ấy. Đây. Hơi lệch xuống. Mặc cúp ngược hoặc kệ. Để dây này càng nhìn càng chắc nhá. Dây này, khi đó mình chỉnh này. Chỉnh dây V ra cho nó gợi cảm. Rất là đẹp. Bán mũ không chị? Có mũ bán 300, bán tặng kèm ạ. Chị màu xanh nhé em. Ok chị Thanh. Chị Thanh lấy lốt cái màu xanh cốm là hết rồi nhá tình yêu ơi. Có mốt một cái xanh cốm.
Này em ơi, xanh cốm các chị có thể lấy sang hình khác, nhiều áo, nhiều hình mà. Áo này em đặt mãi đi được. Chấp nhận thuốc đắt trở về. Quần có S chị ạ. À. Ok chị Bích Ngọc Ngọc Hồng ạ. À. Một quần xanh chị Thông đang mặc. Nguyễn Hà ơi, lấy size gì chị em? À, em quần xanh Thông mặc cho size đi tình yêu Hà. Nguyễn Hà ơi cho đi. Áo là 39, quần 38, giày là 89 nhá mọi người nhá. Kính không bán ạ. À. Kính order 2,2 triệu. Xanh coban mà em. À, ô chị Thanh lấy xanh coban. Đấy, chị phải comment rõ không lại tí lại nhầm. Chan chan. Ui, quả này nhá, quả này độ quả bụng xanh. Kính cũng không hay luôn. Năm nay hot kính trong ấy mọi người. Em thầy luôn rất nhiều kính. Kính dùng ấy chứ không phải là kính bán nhá. Đây là toàn bộ những cái này là cái kính dùng của em. Năm nay mình nhất định phải sở hữu cho mình một con kính trong, mắt trong. Chị đang mặc size S toàn tập. Ok, chị Kim Phượng quần xanh S. Em ơi, cho Huyền Bi một cái áo này luôn đi nhá. Một cái áo chị đang mặc này. Cho màu trắng, ok chị Bích Ngọc Ngọc, cho chị màu trắng áo nữa. Màu ấy, màu. Này đây chị à, em lên tầng ấy có một cái bông tai màu xanh vàng lấy nốt lên. Trên tầng ấy có một bông tai màu xanh màu vàng lấy nốt lên. Không, ở ngoài một quần xanh ép thôi. Ok Hà nhá, ok chị Ngọc ạ. Chị nào lấy nữa thì nhanh tay hộ em nha. Quần xanh, quần vàng, cái này mà mix với quần vàng đẹp nhá. Vàng thì em còn hơi ít. Vàng cũng đẹp luôn. Chị nào lấy thì chốt đơn nhá. Có màu đen mũ á? Ừ. Có em, màu đen thì cái chữ nó khác đi. Chữ khác đi thì phải em ạ. À. Màu đen là cái mũ thôi. À đây, ba len đây. Ba len đúng không? Đen có luôn. Chị nào lấy chốt đơn nha. Áo có đen à? À không có đen. Ấy không có đen nào em hết. Không có đen, đen lấy sang hình khác. Đen lấy sang hình trái tim ấy. Trái tim đẹp cực đâu nhở. Đen lấy sang hình trái tim đây này. Đen lấy cái đen trái tim nhé. Đen lấy sang hình trái tim ấy. Trái tim hoặc chị bê bê. Khi một con bé nó thích màu sắc. Trái tim màu đen. Màu đen, trái tim màu đen phía trong ấy. Kiểu đi chơi ấy chị ạ. Đầu tư một đống. Thay vì đeo lửa chỉ vàng thì tao mua cái này được một đống một khênh. Cái nào cắt kiểu đà điệu. Đấy. Nó đấy phải kiểu như thế này. Em không bán những cái này nha mọi người nhá. Nhà em không có bán những cái này đâu. Toàn mua dùng thôi. Mua dùng cả một cả tập luôn ấy. Ok, chị xem quần vàng đẹp lắm. Quần xanh 630. Hả? Quần màu xanh mặc với áo màu gì 630k em? K
áo màu gì 630 nào nhỉ? À, quần màu xanh mặc với áo màu cam của cái áo 630 là đẹp nhất. Đây, chị mặc set này cho em, áo 63 mặc với cam là đẹp nhất nhỉ? Cam màu cốm. Đây này, đẹp chưa? Set này đẹp chưa? Áo này còn không nhỉ? Em ơi, áo tim đen còn không? Tim đen em còn có 2 cái. Tim đen em còn có 2 cái thôi, chị nào nhanh tay thì có đơn nha. Tim đen em còn đúng 2 phát. Xin nhau, xin nhau. Trời ơi, quả này quá đẹp luôn. Lên hình này. Lên phát là đẹp luôn mọi người ạ. Đơn giản mà cực kỳ đẹp luôn mọi người ơi, auto đẹp. Áp nó xin hân hành tại chợ, màu sắc cứ lồi lên phát là đẹp. Đi chơi thì cần thế thôi. Kể cả là cái này mặc ở nhà hàng ngày nó vẫn cứ bị xinh ấy mọi người nhá. Chị nào lấy thì ới em. Chị đen, ok chị cặp cỏ ba lá. Cái cốm tim hồng. Cái cốm tim hồng chị Thương Trần bù số điện thoại cho em. Chị cỏ ba lá bù số đi ạ. Bù số hộ em nhé chị ơi. Em ơi, hạ móc là hạ canh này. Mũ đen hoặc hồng chị nhé. Em ơi, làm hẳn hai con, một đen một hồng em ạ. Mấy cái? Chị cỏ ba lá ơi, bù số điện thoại đi ạ. Đổi tim sang cô ban sang đen tim cho mình nhé. Đổi này cho chị Kim Phượng đổi. Hết nhá, hết tim mà. Quần vàng mặc với áo có 603 màu nào đẹp em? Màu vàng ạ. Em ơi, đưa cái áo này màu cồm cồm lên cho chị em ơi. Áo màu này màu cồm cồm ấy. Màu xanh cồm. Quần vàng em mặc. Các chị ơi, mua hàng bổ sung nước một phát cho em đi, cho em đỡ phải đọc nhiều. Ok, cỏ ba lá một dòng thôi nhé mọi người, một dòng thôi để nhà em qua mẫu. Bộ em đang mặc bao tiền? 38, 39 á. 380, 390 á. Còn một cái màu xanh xanh nhạt nhạt nữa. Lúc nãy chị vừa thử đây. Quần vàng mặc với màu này nhá. Quần vàng mặc với màu này cho em. Đó, vàng mặc với màu này cho em nhé các chị yêu ơi. Vàng mặc với xanh này ạ. Chị Kim Tuyến em ok. Áo cốm tim hồng chị Thương Trần ạ. Chị quần màu xanh, áo màu cam. Ok, chị Kim Tuyến bổ sung số chưa chị? Ok, chị Kim Tuyến em chốt đơn. Bộ em đang mặc là tính ra 38 với 39. Các chị tự cộng bộ em phát hơi ngu ngu. Chưa loát được bao tiền. Xinh cực, chị nào lấy chốt đơn nha. Em kim chị, em cảm ơn chị nha. Chị nào lấy chốt đơn nha, em qua mẫu thì bọn này nhá. Quần nhà em chắc không lên màu vàng nữa đâu, bởi vì là nó đẹp xuất sắc. Em qua mẫu nhá các chị ơi, em lên bộ nhá. Em lên bộ này, bộ thể thao này mọi người này. Thì các chị không cần phải phối nữa. Như thế này thì các chị có thể mix được đồ nhiều kiểu ạ. Ví dụ nhá, ví dụ như em đang mặc như thế này, mọi người chỉ cần mua thêm một cái quần thôi, hoặc là mua thêm một cái áo thôi là mọi người có thể mặc kèm cùng với nhau đảo chiều rất là dễ dàng. Đấy, nó rất là dễ. Hoặc là mọi người có thể mặc với cả top sùng ngố ngủng các kiểu con là điều rồi. Rất dễ. Thế còn bộ thì mọi người nó mix nó sẽ kiểu vào ấy hơn. Đây này, mọi người có thể mua thêm một cái quần này thôi. Đúng không? Quần sóc, mình không nào thích mặc quần sóc thì mặc quần sóc. Thích mặc quần nào thì mà nó vào quần đấy luôn. Hoặc là mặc với cả giả váy này cũng ngon luôn nhá các chị nhá. Đấy, chị nào thích mặc cái nào vào quần đấy. Hoặc quần sóc trắng ạ. Đây ạ. Mặc với cái gì cũng đẹp. Cái gì cũng mê luôn. Đây ạ, còn chị nào mặc thích mặc chất chất một tí thì đây. Cắm thùng vàng. Hoặc cắm thùng vàng cứ gọi là đẹp luôn. Đây. Quần cam này. Rất đẹp. Nhiều đẹp lắm.
ít thôi nên nó. Mọi người mix với cả quần sót nhá. Auto sinh luôn. Quần này ạ, 700 mấy nha, 780 nghìn. Quần 780. Auto sinh. Sót bò ạ. Em còn M, à còn L. L à, S với L thôi. Quần này em còn S với L nhá. 780. Quần xanh ép chị Nga ơi, cho em xin số đi chị. Chị Thương Trần ơi, em chốt rồi ạ. Chị quần màu chị quần màu xanh áo màu cam. Chị Kim Tuyến em chốt rồi, ơ sao nó cứ chốt. Các chị ơi chốt một lần là ok rồi chị. Chị quần trắng bao nhiêu đó em? Quần trắng là 380 chị ạ. 380 rồi nên chị áo trắng thương mặc chị Nụ Điệp ok. Áo đấy cổ rộng quá không em? Cổ không hề rộng nhá. Đây. Cổ đây các chị ơi, khi cổ mà cái dây này là em cho em chỉnh ạ, cái dây áo trong em chỉnh đấy mọi người. Cái dây này mà mọi người kiểu muốn nó thẳng ra thì nó sẽ thẳng sang nhá. Đây. Không hề rộng luôn, nó là như thế này. Như thế này thì đâu có rộng đâu à, không hề rộng nhá mọi người. Đây ạ. Trong trẻo luôn, và mọi người có thể mà mix với cả các kiểu được, chân váy chân tuyết các thứ được nhá. Đó. Quần short 780 ạ. 780 ạ, còn một ít ạ. Chất mê lắm. Những cái quần sóc xịn này thì siêu mê rồi. Em còn S với L thôi. Đó, kiểu mọi em lấy em mix với mọi người luôn ấy. Chị nào lấy hộ em nha. Chị nào lấy thì ối hộ em nha mọi người ơi. Zep đang đi không còn hàng đâu ạ. À. Order thì em chưa biết là bao giờ về. Có sẵn một đôi 37. Có sẵn một đôi 37 ạ. Cái này là mà đi thôi nhá. Đính chính luôn là cái này nhà em không có bán nha mọi người nha. Cái này được order thôi ạ. Order. Không không có tay anh ạ. Order. Quá khủng dạ. Đây mọi người ơi, và mix với cả một cái mũ da của cái con này nữa thì này, phải hết đứt chấm luôn. Hoặc là mũ này cũng đẹp. Cho chị quần trắng 38, chị ok. Chị Hồng Chu ơi, em xin phép là xóa cái bình luận của chị nhá. Chị đừng cho địa chỉ ở trên này, nhiều cái nó không có hay. Eo 74 mông 90 mà quần short size gì, size M nhưng rất tiếc đã hết rồi chị Phạm Ánh ạ. Rất tiếc. Áo trắng chị mặc chị Vân Lê ok. Quần chị nào lấy ơi em. Quần chị ơi, quần mà eo 90 thì không vừa đâu ạ. Quần eo chỉ tầm 80 quay về thôi, 78-80 thôi, eo 90 không vừa đâu ạ. À đỉnh. Ôi ơi, hôm trước chị làm mà mua được cái túi mà em bán tặng 150 đấy cũng ngon. Cái quần này. Em ơi, em xem quần này bao nhiêu tiền này em ơi. Các bạn đi chắc cáo trên trên đây.
dép em đang đi là 780 hết hàng rồi, còn một đôi duy nhất size 37, còn một đôi thôi ạ. Đây là dép cũ của em rồi. Chị nào lấy nữa thì ối em nhá, em xin phép qua mẫu nhá mọi người. Chị nào lấy quần thể thao size dành cho người nhỏ, người bé thì mọi người vào like sau nhá. Em sẽ tắt like này đi, like này em like hơi lâu rồi ạ. Mọi người ơi, vào like sau hộ em. Túi đấy là 1.620.000, bây giờ chắc là phải hơn rồi mọi người ạ. Nhưng hiện tại nào cũng có. Cái đấy có một cái em bày mẫu em để em dùng luôn mọi người. Không người các chị ơi, túi triệu mấy bày mẫu gửi cho các chị. Các chị bảo là nó lát hết hộp rồi. Cảm ơn mọi người nhá. Mọi người vào like sau giúp em. Bye bye và hẹn gặp lại các chị.